Quán này được đó nha. Đồ dễ thương phết đấy chứ. Ủa ơi, nhìn cái túi hiệu kia kìa. Ôi mẹ ơi, cái túi xách đó đẹp ngất ngây con gà Tây luôn. Ôi, không, đứng hòng. Nhanh nào. Của tôi. À thế à? À thế làm sao mà à? Tôi thấy trước ok. Của tôi rồi, bye bye nhá. Đời đúng là không công bằng. Đi thôi. Nhưng con thích bộ Lego này lắm mẹ ơi. Khoan, cho mẹ xem cái hộp nào. Mẹ biết phải làm gì với cái này rồi. Đi thôi. Bắt đầu với nền như thế này. Rồi thêm từng khối lên trên này. Chọn màu khác nhau nhé. Giờ tạo thêm vài hình nữa. Đã đến lúc lắp chúng vào với nhau rồi. Giống như túi xách luôn. Lấy thêm các mảnh này. Phun keo nóng ở rìa. Và dán một cái giải nỉ dài lên đó. Nó sẽ giúp chúng ta gập hai mảnh lại. Vậy thôi à, thấy không? Nó sẽ che phần thân của cái túi. Và đừng quên dây xích nha. Nó khớp vừa vặn phần Lego hai bên này. Xong rồi. Cái túi đẹp quá trời quá đất đó của nhãn nào vậy? Mình chưa bao giờ thấy cái túi nào xinh như thế luôn á. Là bà chị trong tiệm hồi nãy đấy mà. Liệu chị ấy có chịu đổi với mình không ta? Buồn làm gì em gái ơi. Tối thứ bảy mà thiếu chuyện của bà là không được đâu. Bà còn giữ những thứ này luôn này. Mình còn nhớ món quà này. Tuyệt thật đấy. Lại quảng cáo nữa. Bà tua nhanh đây. Rõ ràng mình để điều khiển ở đây cơ mà. Sao nó chạy ra kia được cơ chứ? Lại phải nhấc mông dậy rồi. Bà ơi, bà có sao không ạ? Bà đã sống sót qua hai cuộc chiến đó nha. Nhưng cái đèn thì tiêu tùng rồi. Đèn yêu quý ơi. Hả? Bà thích cái đèn ấy ạ? Còn rất tiếc ạ. Mà có lẽ còn có cách đấy bà. Đấy, tụi mình cứ xây lên là được. Ghép tiếp vào các rìa cho cao thật cao nhá. Đừng lo, không lâu nữa đâu. Nhớ gắn chặt cả miếng với nhau nhá. Sao bà lại long ngóng thế cơ chứ? Con đang cầm cái gì đấy? Cho đèn của bà sao? Phải có cả bóng đèn nữa ạ. Bà xem này. Bật điện lên là được ạ. Cháu cưng của bà giỏi quá đi. Để con xử lý cái này cho bà nha. Mắt không thấy thì tim không đau nữa rồi. Loại cà phê này thơm ghê. Gì vậy trời? Sao chìa khóa lại ở đây? Lêu lêu, dính trưởng rồi. Chỉ cần dọn mấy thứ nữa là xong. Hả? Con bé này tưởng nó hề hước lắm à? Được rồi, con sẽ biết tay với mẹ. Chào bé yêu, đi học vui không con? Chết, chìa khóa của mẹ kìa. Bé đi à, chìa khóa không phải đồ chơi đâu. Nhưng con làm mẹ nghĩ ra một cách hay rồi. Phải nói là đỉnh của chóp luôn đấy. Lấy một miếng Lego lớn. Gắn tượng Lego nhỏ lên trên. Và xong. Đó, thế thôi. Giờ thì treo Lego lên tường. Không còn lo bị mất chìa khóa nữa rồi. Giữ chìa khóa hộ tôi nha. Ờ, đằng ấy có gì vậy ta? Sao mà cao quá vậy trời? Ừ, chán dễ sợ. Mẹ còn chưa hỏi mượn hình Lego mà. Thành công mỹ mãn luôn nhá. Ok là, đến giờ trang điểm rồi. Làn da trắng hồng chào đón ngày mới này. Quá xinh. Và cuối cùng không thể thiếu này. Trang sức xinh. Ủa, đúng đôi mình thích nhất nữa chứ. Liệu có cứu được không đây? Bé có sớ dớ gì vào đồ của chị không đấy? Khuyên tai của tôi. Không phải đồ chơi đâu nhá. Hả? Nào nào, đưa đây cho chị. Nhanh lên, đưa trả chị mau. Cứng đầu quá đi mất. Thế thì chị cũng lấy đồ của em. Ơ kìa,
Không cho. Nhìn cũng sặc sỡ đấy chứ. Hình như mình nghĩ ra trò hay rồi. Lego có thể trở thành nữ trang xinh xắn đấy. Chưa xong đâu. Dễ thương nhở. Đồ tự chế lúc nào cũng là nhất. Đã thế còn không lo đụng hàng nữa chứ. Thế sao nào? Em cũng muốn khuyên tai giống chị. Không. Ai nhắn vậy ta? Ủa, mình có hẹn à? Thế này sao đi được? Mình phải đi trang điểm ngay. Ôi, gì vậy trời? Ai vứt Lego lung tung thế này? Dẫm phải Lego đau khủng khiếp ý. À mà thôi, phải nhanh lên. Cái nền không biết đâu rồi ta. Cọ gì mà nhìn chán dã man. Mút trang điểm này cũng không khá khẩm gì hơn. Khoan, mình nghĩ ra cách rồi. Lấy một miếng Lego nền và tạo đường viền xung quanh. Chuẩn. Làm tương tự với vài miếng khác. Rồi đặt một miếng to lên trên. Đừng lo nhá, tụi mình sắp xong rồi. Thấy các khu vực khác nhau không này? Mảnh này trở thành một ngăn kéo rồi. Tạm biệt cọ bẩn trong phòng tắm nhá. Gọn gàng thế này thì còn gì bằng chứ. Vui ơi là vui luôn. Anh yêu tới, phải thần tốc mới được. Làm ơn đừng đổ. Thật đấy hả? Hộp Lego dở hơi ghê. Đừng hòng phá hoại buổi xem phim của Mỹ nhé. Snack đã chính thức sẵn sàng. Đang xem dở đến đâu rồi ta? Cày tiếp thế nào? Mỏi tay quá. Cái lon. Kìa. Hay là lấy hai cái lon đi. Được không ta? Chán như con rán thật sự. Hay là thử dùng cái hộp kia nhở? Đôi khi phải thật sáng tạo đấy mọi người. Bắt tay vào việc nào. Lấy điện thoại ra khỏi ốp đã nhá. Cắt Lego cho khớp với ốp này. Rồi dán nó lên trên. Giờ dùng miếng nhỏ hình tròn này gắn vào chính giữa. Giống như pop socket đấy. Đẹp muốn xỉu luôn. Đã xong, cày phim tiếp nào. Chuẩn, không cần chỉnh. Đã xem phim hài là phải có snack nha. Mọi người đều thích lòng tốt, nhưng thỉnh thoảng khi ai đó cư xử xấu tính, họ cần phải bị trừng trị hoặc bị nhốt vào hộp một chút cho đến khi họ biết cách cư xử hơn. Món ăn này khủng khiếp quá. Ai mà ăn nổi chứ. Đem đổ đi dùng đi. Cậu có tin nổi không gái? Thật tình luôn đấy. Xin lỗi ạ, của hai quý cô đây. Ôi chà, chúng tôi mở nhé. Ôi, trời đất ơi. Cái khỉ gì vậy? Sao thế này? Chuyện gì xảy ra với tụi mình vậy? Ủa quan, cái nút kia là sao? Và cả bức tường kim loại ấy nữa. Tụi mình bị bẫy rồi. Làm sao để ra khỏi chỗ này bây giờ? Có biết sao không? Tớ sẽ nhấn cái nút đó. Bấm nha. Hả? Cái gì đây? Áo đấy à? Thôi áo thì có ích gì chứ. Để thử lại xem nào. Cố lên nút ơi, biến ra thứ gì hay hay đi. Vô dụng quá đi mất. Tôi không cần thêm áo thun. Tôi cần lối ra. Hả? Ai la hết thế? Sao nhiều áo thế này? Mình phải làm gì nhỉ? Chờ chút đã. Mình nghĩ ra ý này siêu xịn nè. Chắc phải đến 100 lớp áo chứ đùa. Ok là, mình sẵn sàng ra khỏi đây rồi. Giãn gân khớp tí nè. Đúng rồi, phải giữ cho cơ bắp luôn linh hoạt nha. Khó chạm ngón chân phết. Cả căng chân nữa này. Lỡ đâu bị chuột rút thì toang. Wow, giờ còn jumping jack nữa hả?
lấy đâu ra mấy cục tạ bé tẹo đó vậy? Bắp tay của mình to hơn chứ ta. Ok, sắp ngon cơm rồi đây. Ok là giờ lắc hông một chút. Bắt đầu thôi. Thử lại xem nào. Tôi thấy không ổn đâu gái. Thôi mà, cho tôi ra khỏi đây đi. Chả ngon thật sự. Trông đau quá nhỉ. Thôi mà, sao không được nhỉ? Chắc mình phải cố vài lần nữa. Cố lên, cố lên. Bắt đầu hơi nhàm rồi đấy, chán ghê. Hay đấy, nhưng tớ không bỏ cuộc đâu. Ok, đến lúc rồi. 3, 2, 1. Tới luôn. Hả? Cậu ấy làm gì vậy? Sao lại chạy vòng vòng thế kia? Mình muốn xỉu ngang. Qua đi. Sao căn phòng cứ quay quay mãi thế? Và sao mình lại chạy vòng vòng? Cậu ổn không thế? Tự dưng lại ngã cái đùng. Nào để tôi kéo cậu lên. Cảm ơn nha. Ai đó cứu với. Tụi mình mắc kẹt rồi. Này, thử nhấn nút lần nữa đi. Tôi chả nhấn nữa đâu. Khổ mấy cái áo hồi nãy lắm rồi. Ok, tôi thử nhấn chung nha. Hả? Có cái gì hiện lên kìa? Hả? Hả? Là lược và bàn chải đó. Ok là... Thử phát xem nào. Đến lúc trà tường để ra khỏi đây rồi. Chả ích gì cả. Chà, có khi lấy lược trải hộp sẽ ổn áp đó. Thôi mà, cho tụi này ra khỏi đây đi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tụi mình ở đây mãi nhỉ? Hả? Sao lại còn tóc ở đây? Nếu mình giật mớ tóc này thì sao ta? Thử đi, chắc sẽ hiệu quả đấy. Ok, tớ giật nè. Tớ sẽ là người kéo tóc. Mái tóc này cũng xinh phết đấy. Trải thử xem nào. Wow, bóng mượt thật sự. Vui quá đi mất. Trời đất ơi, biến mất rồi. Đi đâu thế nhỉ? Mà mấy cái hộp này đựng gì vậy? Tóc thì mất dạng, còn tụi mình vẫn kẹt ở đây. Ủa trời, đó là răng hả? Hay mắt mình bị ảo giác ta? Thôi, cứ đánh tiếp đi. Chỉ trải vài đường nữa thôi. Mình cần nghỉ ngơi một chút. Mệt quá đi mất. Cho tụi này ra đi. Xin đấy mọi người ơi. Ôi trời ơi, cậu già thế. Cả hai tụi mình đều già. Quản tụi tì. Tớ nào nhé. Đến lúc nhấn nút rồi. Trời đất ơi. Tuyệt. Được cái gì nè. Đúng thì chúng ta cần rồi. Tớ có mở không ta? Cái này tuyệt hơn áo với mấy cái lược và bàn chải hồi nãy nhiều. Cái dìu này chính là thứ sẽ giúp tụi mình ra khỏi đây. Tớ biết mà. Nên đồ bảo hộ cho an toàn nè. Wow, ok. Chiến đi gái. Tớ có nên bắt đầu với tường Lego không? Lùi ra sau chút đi gái. Tuyệt, giờ tớ. Chặt đây bà con ơi. Oh yeah. Chưa gì đã thấy năng suất rồi đó. Chuẩn luôn. Chị mày sẽ chặt chém hết mấy bức tường nè. Tuyệt. Phá hủy đi. Chặt hết luôn đi. Chặt, chặt, chặt. Cậu sẽ giúp tụi mình ra khỏi đây. Cậu đúng là quái thú. Đỉnh của chăm dễ sợ. Tao hơi mệt mỏi rồi đó. Mồ hôi mồ kê quá trời. Chắc phải nghỉ xíu thôi. Nhìn cậu xịn lắm đó. Ủa, trên tường có miếng puppet hả? Cậu có thấy thứ tớ thấy không? Trời đất, cậu có tin nổi không? Hình như có một bức tường puppet siêu to đằng sau ý. Cậu nói chỉ có chuẩn. Nhìn kìa. Wow, tớ mê puppet lắm. Bắt đầu nhấn nhấn nào. Ôi thần linh ơi, vui quá đi. Tớ biết mà, ít ra tụi mình không còn chán như con rán nữa. Chuyện gì thế? Là cái nút. Nó đang đưa cho tụi mình cái gì?
Hả? Nhìn như một lá thư hay sao ấy? Chà, cứ mở ra rồi đọc xem sao. Giống mật mã ấy. Tớ chả hiểu gì cả. Có lẽ mật mã này sẽ giúp tụi mình thoát khỏi đây á. Tớ nghĩ tụi mình cần nhấn puppet cho giống cái hình đó. Mật mã này vui ghê. Tụi mình lại được nhấn puppet nữa rồi. Chà, xong rồi đấy. Có khi tụi mình nhầm rồi, chắc không phải là mật mã đâu. Này đợi đã, nãy giờ cậu có nhìn thấy cái đó không? Là mặt cười ý. Nhấn thử xem sao. Gì vậy trời? Không thể chịu nổi nữa rồi. Người cậu toán siro sô-cô-la kìa. Ít giờ món này cũng ngon. Nhưng tôi ghét chỗ này và cả món sô-cô-la dở hơi dở hồn ở đây. Chịu hết nổi rồi, tôi đang giận sôi máu luôn đó. Để xem bức tường Poppet có chịu nổi lưỡi diều này không nào. Tớ sẽ ra khỏi đây dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Wow, cậu làm tớ sợ quá. Tớ chả quan tâm, tớ ghét ở đây lắm luôn rồi. Nhìn kìa, ánh sáng mặt trời, hình như tớ xuyên thủng bức tường rồi. Trời đất ơi, đẹp quá đi. Tránh thường coi nào, tớ cũng muốn nhìn. Là lối ra đó. Đúng là thế. Này, để tớ kết thúc vụ phá tường này cho. Tớ đã luyện đấm đá từ lâu lắm rồi. Rơi ra từng mảng thật kia. Ít nhất cũng phải 100 lớp ý. Hay lắm, tớ đã phá hủy được bức tường này rồi. Ok, tạo đá cho tớ phi ra nào gái. Tự do ơi, tôi tới đây. Này, để tớ ra đi. Tớ đang cố đây. Ai bảo bàn tọa to quá làm gì? Bàn tọa của tớ đâu có to. Úi chà, rồi đơn ơi. Cậu tự xử đi, tớ phải tìm không khí trong lành. Cái mùi ấy không tan đi được. Chỗ này kín lắm luôn. Wow. Này, cậu có sao không thế? Cậu ra ngoài rồi hả? Chắc tớ cũng thử xem thế nào. Trở lại nhà hàng hồi nãy rồi. Đóng cái hộp ngay đi. Thưa hai cô, hóa đơn đây ạ. Hình như lúc nãy tụi mình có hơi quá đáng nhỉ? Chà, tôi nghĩ chúng ta đã nhận được một vài học rồi. Gần xong rồi. Oh yeah, mình gấp được một bé cáo nè. Mình thích cáo và thích cả trò gấp giấy nữa. Sao mãi mà tôi không gấp được vậy ta? Bực hết cả mình, khó ơi là khó. Trời ơi, cậu ấy gấp được nhiều chưa này? Cưng quá, của mình thì thấy mà ghê. Mình còn chẳng muốn nhìn nữa là. Thôi dẹp mấy cái trò gấp giấy này đi. Xếp Poppet thế này còn vui hơn đấy. Và cái cuối cùng nè, tuyệt, hoàn thành rồi. Wow, cậu có nhiều Poppet thật đấy. Ý trời, nhấn Poppet có vẻ vui nhở. Không biết mình có thể làm gì khác từ giấy không nhở. Có sẵn kéo đây rồi, cứ thử xem thế nào. Cắt một tờ thành 4 này. Đã đến lúc gấp giấy tiếp rồi. Bắt đầu với tờ này và gấp đôi lại. Và làm tương tự với hai góc còn lại. Mình thích các đường gấp thật thẳng và chuẩn. Ok, giờ mình có thể mở hết ra như cũ. Lần gấp tới sẽ hơi phức tạp đấy. Nhưng thật ra lại dễ lắm vì tụi mình có sẵn các đường rồi. Giờ thì tiếp tục gấp đôi lại một mặt. Gấp không khó chút nào, cẩn thận là được hết. Bây giờ đầu nhọn này gấp vào giữa. Cả hai đầu ở hai bên luôn. Sau đó mình sẽ mở ra và gấp lại theo chiều kia. Các đỉnh úp lại vào giữa rồi. Giờ dùng cái que này để mở các góc ra cho dễ này. Một góc, giờ thì đến góc thứ hai. Tốt, hiệu quả đấy chứ. Mình sẽ gấp mặt này vào. Và cả góc bên kia luôn cho cân. Chuẩn, giờ mình sẽ gấp đỉnh này xuống. Sắp xong rồi bà con ơi, mở giấy ra nào. Giống như cái hộp nhỏ ấy, làm thêm thật nhiều hộp nào mọi người. Ta-da, rực rỡ cầu vồng luôn này. Phiêu, tác phẩm bằng giấy của tớ đỉnh chưa? Thấy không, giống như trò chơi dẻo của cậu vậy, nhưng mà bằng giấy. Đùa mình hay sao vậy trời? Tớ ghét ghép giấy. Ừ.
Xe ôm cua khét lẹt kìa. Wow, cứ phải gọi là nét căng. Mình cũng có thể lái đấy nhở. Chuẩn, đã có đủ trang thiết bị rồi. Xem mũ bảo hiểm ngầu chưa này. Ok, lái em xe chất chơi này nào. Bye bye. Không ngờ điều khiển xe đua lại khó thế nhở. Cố lên nào. Đã bảo là sẽ làm được mà. Wow, con đường mình nhiều gió quá. Wow, tên đó ở đâu ra vậy? Không, tóm được rồi. Suýt thì đi đâu nhà ma. À đúng, đã chơi là phải như thật chứ. Cảm giác y như cầm vô lăng đây. Đã quá. Bíp bíp, nước rơi này cả nhà ơi. Này, ai lấy bệnh ngồi bồn cầu rồi? Jared. Úi, phải vắn rồi. Con yêu có hào hứng không? Con đã chờ dịp này cả tháng trời rồi đấy. Mong là mình sẽ được nhìn thấy cá mập. Đi thôi. Con yêu có mang kính bơi chưa đấy? Đóng cửa ư? Sao mẹ không biết cơ chứ? Thôi để hôm khác nhé con. Ồ, đôi khi mọi thứ không như ý mình muốn. Nhưng đời là thế mà, biết làm sao giờ. Đưa mẹ xem nào. Nếu mẹ gắn cái này vào đây, ta sẽ có một thứ khá là hay ho đấy. Wow, bạch tuộc của riêng con gái mẹ này. Dễ thương xỉu ơi mẹ ơi. Nó đang bơi dưới nước nè mẹ. Trí tưởng tượng đúng là tuyệt hết nấc. Và các bà mẹ cũng thế. David ơi, cậu có thích món nào không? Món nào nhìn cũng đẹp hết á. Tớ thích vòng này. Wow, đẹp hết sể con bà Bảy. Nhưng mình làm gì có đồng nào mà mua. Thôi tớ đi đây, bye. Hay là mình tự làm đồ trang sức của mình nhỉ. Mình có mọi thứ cần thiết trong này rồi. Để xem nào. Oh, cái này dùng được này. Mình sẽ sâu hạt vào sợi dây. Việc này khó hơn mình tưởng đấy. Gần xong rồi, cố lên. Xong rồi, giờ thì buộc dây lại. Để thử lại xem sao. Mị khá là thích đấy. Nhưng mà hơi nhỏ. Thôi cứ thử kéo từ từ xuống tay vậy. Ok, bó tay con gà quay. Phải kéo giãn ra mới được. Không, lại nữa sao? Bực mình lắm rồi đấy. Đủ rồi. Vòng tay dở hơi. Mình chỉ muốn có cái gì đó xinh xinh để đeo thôi. Hả? Sao tự nhiên lại có tranh trên đường chứ? Wow, u là trời. Nhiều quá đi mất. Mình nghĩ ra cách rồi. Nếu là fan của trái cây và đồ trang sức thì bạn sẽ thích mê. Đầu tiên là cắt lát chanh, cẩn thận ngón tay nhé. Đặt các lát chanh lên một cái khay nướng và cho chúng vào lò nướng ấm. Nướng chanh cho đến khi nó khô quắt lại như thế này này, nhưng không phải để ăn đâu nha. Tiếp theo, đổ thủy tinh lỏng vào lọ. Dùng xiên gỗ nhúng một lát chanh vào thủy tinh lỏng nhé. Nhớ là nhúng kỹ cho thủy tinh lỏng phủ kín và để giọt thừa rơi xuống. Luồn một cái móc khuyên tai qua lỗ do xiên tạo ra. Làm tương tự với các lát chanh còn lại. Wow, đỉnh của chóp. Mẹ thiên nhiên sẽ tự hào cho mà xem. Đã đến lúc kiếm chút tiền tiêu vặt rồi. Mại dô bà con ơi. Xinh không gái ơi? Xinh xỉu nha. Tớ sẽ lấy một đôi. Của cậu đây. Chào Ava, khuyên tai của cậu xinh quá. Đổi cho tớ nhé. Được chứ? Của cậu này. Wow, mình thích vòng này lâu rồi. Rõ là xinh.
Đây là nhà tớ nè. Wow, rộng khiếp. Đúng rồi, ngồi đi. Wow, cậu có quá trời đồ chơi. Và rất nhiều tiền nữa. Cậu có gì nào? Không ấn tượng bằng của cậu. Thế thôi á. Yeah, đây là khỉ của tớ. Yay. Nhìn chỗ túi kia xem. Cậu may mắn thật. Túi đẹp hết sảy. Wow. Ừ, tớ cần mỗi ngày một chiếc túi mới cơ. Tớ xem gần hơn nhé. Chưa bao giờ thấy nhiều túi xách như thế này. Cái nào cũng đẹp. Cái này xinh quá. Cậu đang làm gì đấy? Này cậu ơi, đưa cho tớ. Cái này đắt tiền lắm biết không? Toàn là vân tay của đứa con nhà nghèo. Mình có mỗi túi ni lông. Mình chẳng bao giờ có đồ đẹp. Không biết trong hộp ấy có gì nhỉ? Cậu lại đi đâu đấy hả? Ôi, toàn đồ đẹp dã man. Đấy là rác mà. Mình sẽ dùng thùng này. Đợi tớ một chút nhé. Xem túi mới của tớ nè. Đẹp quá đi. Cậu mua ở đâu vậy? Tớ muốn có túi đó. Cầm đi nè. Ôi mẹ ơi, tuyệt vời ông mặt trời. Đây là túi yêu thích mới của tớ. Cảm ơn cậu nhiều. Hay là chúng mình đổi nhé. Mình phải đoán được là có bẫy chứ. Thôi thì cũng công bằng. Nhưng mình không vui. Đây, cho cậu cái này. Thật á? Của cậu đấy. Tớ đã có túi này rồi. Không đặt vừa vào kệ rồi. Tớ đã đổi ý. Annie, nãy còn ở đây cơ mà. Né con tàu vũ trụ đã ra đi. Hả? Bọn người ngoài hành tinh đầu bò này. Hình như mình chơi hăng quá rồi. Đau ơi là đau ý. Phải gọi trợ giúp thôi. Gọi ai bây giờ? Nhân viên mát xả. Chị ơi, tới giúp em với. Cần phép màu chữa lành của chị hả? Em bấm nhiều sưng hết ngón tay này. Có ngay dịch vụ chăm sóc đây. Bắt đầu nhá. Dễ chịu phải không nào? Ngón tay em sẽ được đoàn tụ với chuột ngay thôi. Đỡ chưa? Tuyệt vời ạ. Mọi người nói chị có bàn tay thần đấy. Đúng là bình thường lại rồi này. Cảm ơn chị. Chơi tiếp đi cái. Nhanh nào, xuống đó đi. Chuẩn, có thế chứ lại. Yeah, bắt đi. Chết cha, sao mà nhức quá trời vậy? Mong là không bị gãy. Đúng rồi, tay không ổn thì dùng chân thôi. Chân nhấn cũng nhanh không kém nha. Ngón tay đau không thể cản bước nhà vô địch này đâu. Hay đấy, chuẩn. Nhìn búp bê nè mẹ ơi. Ừ hay đấy. Con chán rồi. Con sẽ chơi với gấu chết đi vậy. Chán chốt đi được. Vroom vroom. Con muốn đồ chơi mới. Có chuyện gì vậy? Shh, con biết mẹ không thích ồn ào mà. Con có công tác để tắt đi không vậy trời? Rồi, cầm chìa khóa ô tô này. Không sao đâu, con cầm đi. Cách này chắc được này. Mình sẽ có nhiều trò để chơi. Wow, sáng bóng luôn này. Và nó là của mình. Mình còn chưa có bằng lái nữa. Thắt dây an toàn, mình sẽ lái thật nhanh. An toàn là trên hết. Lên đường thôi. Vroom. Wow, mình là người lái xe cừu nhất. Bíp bíp, tránh đường nào. Bíp bíp. Wow. Hi, xem xe của tớ này. Tuyệt quá đi mất. Còn có sao không con yêu? Oh, ok. Mẹ hiểu rồi. Đúng là xe xịn thật.
Ước gì con cũng có xe như thế. Ước gì mình có thể làm gì đó cho con. Hả? Gì kia? Ô tô đồ chơi sao? Hôm nay hẳn là ngày may mắn rồi. Mình có thể cho Annie chơi. Nhưng con bé cần lái nó đến đâu đó. Mình nghĩ ra cách rồi. Trải một cái áo phông lên mặt phẳng. Dùng bút đen vẽ một đường cong. Vẽ xuống tít bên dưới áo phông nhé. Vẽ đường thứ hai để tạo thành đường. Giờ thì vẽ các vệt đánh dấu trên đường. Khi vẽ xong phần đó, hãy tô đen con đường. Nhớ là không tô vào vết đánh dấu trên đường nhé. Vẽ xong thì bạn có một thứ giống như thế này. Đã đến lúc khởi động xe rồi. Annie ơi, mẹ có cái này cho con nè. Nhưng chưa hết đâu. Wow, một con đường. Tuyệt vời ông mặt trời. Vroom, vroom. Giống như được massage ấy. Tuyệt quá mẹ ơi. Đây là chiếc xe nhanh nhất quả đất. Xem đây. Hả? Úi. Không sao đâu con yêu. Mẹ chỉ hơi đau lưng thôi. Mở máy lên để quẩy thôi. Ú là là. Thế giới bên kia hay hơn hẳn. Wow, thành phố này đỉnh quá. Bộ đồ này cũng cháy nữa. Yes. Váy xinh là của mình. Chuẩn. Rẻ bèo thế nhở. Mình sẽ cần xe trùng màu nữa. Chắc chẳng hết nhiều tiền đâu. Cũng được. Thiếu du thuyền thì còn gì là cuộc sống nữa. Yay. Có quà nè. Thêm tiền hả? Rời nữa đi tiền ơi. Hôm nay chán gần chết. Có lẽ mình nên chạy trốn khỏi thực tại một lúc. Chà, chỗ này đẹp quá. Mình giàu to rồi. Ủa gì vậy? Bước ngoặt này tôi cũng chưa lường trước được. Công nhận tủ lạnh bẩn thật. Đấy, được của nó. Có gì cần sạch tinh nữa không nào? Rửa bát là thời gian để thiền đấy nha. Phải có người làm thôi. Hay quá, sao phải dừng chứ? Cây đang khát nước đúng không nào? Chắc đủ rồi nhở? Wow, cho tôi sao? Chừng này thì mua cái gì cơ chứ? Chán thật. Có gì khác trong này ta? Trông cũng hay ho phết đấy. Wow, cứ như dạ tiệc ánh sáng ấy. Ô kìa, nó đang bay lên á. Cứ như phép màu vậy. Hết sảy con bà bảy luôn. Tớ sẽ phóng nó đi. Tuyệt, nó đang bay lơ lửng kìa. Nào, bỏ cái tay ra. Bóng quay biết bay của tớ đó. Thì thôi. Mình có mấy tờ giấy bìa màu. Chuẩn, mình có thể chế ra đồ chơi hay ho nè. Bắt đầu gấp giấy thôi nào. Giờ mình sẽ gấp góc này vào, tâm và cả góc kia nữa. Ổn đấy. Lần gấp này hơi khó một chút. Mình phải gấp sao cho thẳng hàng. Duyệt, giờ thì mở hai bên ra và gấp đầu nhọn lại. Bước này trông hơi phức tạp hơn rồi đấy. Mình cần gấp nốt một đường dài nữa. Nhìn hơi bị ổn áp rồi đấy. Tuyệt, xong rồi. Mình đã gấp được máy bay giấy siêu ngầu. Thử bay cho xem nào. Wow, xịn quá. Nó bay tuyệt kê. Nhìn kìa, máy bay đó. Nó đến kìa, cúi xuống. Máy bay của tớ bay cao nhở. Ê, bóng quay, từ từ đã. Ai mà cần bóng quay khi bạn đã có máy bay giấy hay ho nhở. Lại phải làm cái trò này. Úi, sao mà sáng nhanh vậy? Thức dậy đi cô chủ, xin lỗi về bông hoa ạ. Dù sao thì hôm nay cô chủ muốn mặc gì? Em không biết. Không cái nào. Xuất sắc thưa cô chủ. Áo xinh nè. Không. Lấp lánh chưa nè. Không, em không thích mà. Hay là mặc đơn giản thôi nhé. Không. Mình cần công việc mới thôi. Tôi đến đây cô chủ. Chắc sẽ bầm cho mà coi. Đây là tất cả các quần áo trong nhà. Không. Thật sao trời. Chờ chút.
có lẽ chúng ta có thể dùng kính VR. Mình nên nghĩ ra cái này sớm hơn chứ. Em không muốn chơi game đâu. Cứ đeo vào đi. Ai tắt đèn vậy ạ? Khoan đã. Váy này đẹp nè. Cuối cùng. Em không thích bộ này. Tất nhiên là không. Cưng ghê. Nhìn em thế nào? Xinh lắm ạ. Cảm ơn chị. Chị đi được rồi, để em ngủ tiếp. Hả? Cô đang đùa tôi đấy à? Mình ghét con gà trống. Mệt mỏi muốn xỉu. Nhưng mà cũng đến lúc dậy. Mùi gì vậy? Ghê quá. Là mình. Hôm nay mình mặc gì đây ta? Thế thôi á, mình chỉ có mỗi thế. Mỗi một cái áo phông. Lại còn bị thủng một lỗ. Mình phải mặc gì đó chứ. Thôi thì đành mặc tạm vậy. Thật không công bằng. Ước gì mình có tủ đồ mới. Gì vậy? Mình quên mất chỗ này. Có lẽ mình sẽ dùng cái này để tìm đồ mới. Sẽ tuyệt lắm đây. Xinh ghê. Mặc gì đó kiểu thường ngày đi. Gì nữa nhỉ? Mình hợp màu đỏ. Thật tiếc là mình chẳng có quần áo nào trong số này. Chỉ một chiếc áo cũ rách. Thôi kệ, đang chơi vui. Wow. Phòng chơi ngầu hết nước luôn này. Hộp đồ chơi đầy ắp luôn. Mình cực mê bóp mảng xốp hơi. Cái phòng chơi này nhạt nhẽo quá. Có gì trong hộp vậy ta? Puppet à? Chán ỏm. Chắc chẳng có gì vui để chơi nữa rồi. Cho cậu mượn mảng xốp hơi của tớ nè. Thôi khỏi. Trong hộp này phải có gì đó vui chứ. Ô tô đồ chơi đỉnh quá. Vroom, vroom. Cậu đùa tớ à? Trông ngớ ngang ngớ ngẩn. Ô tô đồ chơi, thế này mới gọi là đỉnh này. Xịn quá, chúng biến thành unicorn rồi. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Có khi của tớ cũng biến được. Nhà vô đi. Ôi không, vỡ mắt rồi. Phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy tội quá vậy ta. Ê nhìn này, cho cậu phần xe này của unicorn đó. Cho tớ á, thật sao? Cảm ơn cậu nhiều, tớ sẽ đưa nó về hình ô tô. Wow, ô tô bá đạo trên từng hạt gạo. Nè, tụi mình đấm xe vào nhau đi. Yes, đồ chơi này xịn sò thật sự. Mềm dữ. Bóp sướng tay ghê. Ôi không, cẩn thận bạn nhỏ ơi. Úi da. Vui quá đi mất thôi. Cậu có sao không? Hả? Gì vậy trời? Yuhu, tỉnh lại. Có chuyện gì vậy hả? Đây là đâu? Thử đi, đã tay lắm bồ ơi. Mình vẽ chú mèo dễ thương ghê. Mình thích kim tuyến quá, lấp lánh đẹp ghê. Ui, một lần nữa. Bắn đầy người luôn, tuyệt quá bà con ơi. Ủa, wow, quá trời kim tuyến luôn. Tớ nghĩ ra ý này nè. Xin chào, có ai ở đó không? Hình như không có ai. Rồi ạ, mình cần lõi cuộn dây đó. Nhưng cái mùi... Đây rồi. Gớm quá. Kevin ăn cái gì không biết. Nhẹ nhàng nào. Tớ là cái cây thôi. Không có gì để nhìn đâu. Yes. Mình có đủ mọi thứ cần thiết rồi. Cậu đang làm gì đấy? Chờ thì biết. Quấn giấy cứng quanh ống giấy toilet nhé. Tiếp theo, vẽ lên trên giấy như thế này. Rồi nhét một quả bóng bay vào trong ống.
Kéo phần nút của quả bóng xuống, bóng phải ở yên trong này. Dùng bút vẽ một khuôn mặt lên quả bóng. Hãy sáng tạo tùy thích nha. Gắn vài màu giấy xung quanh miệng của ống để làm bàn chân nè. Vậy là bạn đã có đồ chơi bóp của mình rồi. Xem nè. Wow, tụi mình chơi cùng nhau đi. Ôi không, hết giấy mất tiêu rồi. Ê, cái này sẽ rát lắm đây. Xem nè, sức mạnh phép thuật của tớ làm cho bóng di chuyển á. Wow, cậu làm sao mà hay vậy? Cầm đi, tớ cũng muốn làm phép thuật. Nó không di chuyển, chắc là hỏng mất rồi. Tớ tiết lộ bí mật cho cậu nhé, thử đi này. Chơi luôn, nó đang xoay kìa. Cậu có đang chơi không thế? Ôi không, coi chừng, né đi. Wow, suýt thì toi. Chẳng còn gì mà chơi nữa, chán. Không sao đâu, đừng buồn mà, để tớ sửa nhá. Cắt và miết một mảnh giấy như thế này, rồi gấp thành một khối lập phương. Dùng băng dính dán lại này, làm hình khối thứ hai và dán chúng lại với nhau. Gập một khối lên trên rồi dán băng keo ở mặt kia để tạo bản lề. Lặp lại quá trình này 3 lần nữa, dùng các màu giấy khác nhau nhé. Sắp xếp các khối thành một hình chữ nhật dài và dán tất cả chúng lại với nhau. Gập hình khối lại và dán băng dính vào mặt bên kia. Dán hết các góc xung quanh luôn nha. Khi đã xong, hãy dán các hình biểu tượng cảm xúc lên các ô nha. Bạn có thể chọn tùy theo ý thích. Mỗi lần lật hay gấp khối này, bạn sẽ có một bộ biểu tượng cảm xúc dễ thương. Xem nè gái. Nhìn lạ thế, đây là gì? Cái này thật ra cũng vui phết. Hay quá này, cậu tự làm à? Ừ, wow. Ồ. Hả? Phép thần gì đây? Nhìn thấy không nè? Cậu muốn thử không? Xịn sò lắm nhá. Tớ thích màu xanh này. Chị sẽ chọn bé. Vào trong nha. Tớ sẽ đóng nắp lại. Bước này vui lắm nè. Bóp bóp bóp. Đã tay gì đâu. Phải cho nó vào trong đám mây đấy. Tớ sẽ bóp vào. Và giờ thì chờ trang điểm cho xinh nào. Chắc được rồi đấy. Hồi hộp quá đi. Ồ, cưng xỉu này. Nhìn yếu không chịu được. Cưng quá mức luôn. Chơi cái này cả ngày cũng được. Nam nam. Cậu chụp ảnh giúp tớ nhá. Cười nào. Ủa, ủa gì đây? Ups, trái dứa. Ở đâu bay ra vậy trời? Tớ nghĩ ra một ý hay lắm. Lấy một miếng bìa cứng và cắt thành hình như thế này. Tiếp theo, dùng máy ép ủi một miếng xốp nhỏ hình vuông. Đặt miếng xốp vào khuôn tròn và nhấn một hòn bi vào đó. Như vậy là bạn có thể làm miếng xốp lõm xuống. Chuẩn, không cần chỉnh. Lặp lại cho đến khi bạn làm đủ hết các lỗ trên bìa cứng. Giờ thì bôi keo ăn được lên tấm bìa nha. Bôi xung quanh rìa của tấm bìa và các miếng xốp. Úp miếng xốp lên trên và nhấn xuống nè. Lật miếng bìa cứng lại và ấn miếng xốp còn lại lên đó. Cẩn thận đưa bong bóng xốp qua lỗ nè. Rồi dùng một dải xốp nhỏ để tạo đường viền. Cuốn nó xung quanh bìa cứng. Đặt thêm nhiều dải nữa theo chiều ngang. Cắt vải xốp màu lục để làm lá cho trái dứa nha. Pop it dứa nhiệt đới đã xong. Được nè, thích quá đi mất. Này, cậu thử chơi đi. Từ từ đã. Đây không phải là nghi phạm. À, đây mới đúng này. Bắt được hắn rồi. Bắt được dứa rồi. Xin chào. Kẹo mút ngọn đá cháy. Chị ạ, có chuyện gì thế? Kẹo vàng sáng chói kìa. Phải thử ăn mới được. Không thèm kẹo mút này nữa. Nhẹ nhàng thôi. Dù không biết là gì, nhưng mình muốn ăn. Măm măm. Ghê quá. Cậu phải xem cái này này. Đẹp đúng không? Còn dai dai mềm mềm nữa. Thử đi. Cảm ơn nha. Cậu có cái gì trên răng kìa? Thôi kệ đi, bóp thử mà xem. Chuẩn đét. Mềm thật đấy, tớ thích nha. Hả? Hết mất rồi. Tớ có ý này, lại đây. Chuẩn, hiểu rồi. Yuhu, sen ơi.
đúng thứ mình cần rồi ha. Đầu tiên, chuẩn bị một bát sô-cô-la chip trắng và nấu chảy. Rồi, thổi căng một quả bóng bay và đổ sô-cô-la lên đó. Sẽ hơi bẩn xíu đấy nha, nhớ phủ toàn bộ quả bóng bay nhé. Khi đã xong, để sô-cô-la cứng lại, cầm đi này. Wow, tớ nghe thấy tiếng nứt, cầm đã tay ghê. Bảo rồi mà còn dễ làm nữa, thích thật sự. Vui thật đấy, ý hay ha. Chỉ có giỏi bày bừa thôi, suốt ngày phải dọn, mệt xỉu. Kể ra cũng thư giãn đấy. Ủa, là sô-cô-la. Chán ghê, không thèm nữa đâu. Xin nha. À, đúng rồi. Không. Mua luôn đi. Ủa, nhỏ xíu thấy cưng. Mình chọn quá hay mà. Chạy nè xe ơi. Wow, nó biến hình liên tục kìa. Vừa là xe hơi vừa là khủng long. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Không, của tớ. Ồ, tớ chỉ muốn chạm vào thôi mà. Nhưng mà tớ có ý này còn hay hơn nha. Cắt một miếng nhựa hình tròn này, tạo một lỗ ở giữa rồi đặt lên một tờ giấy nho nhỏ. Chúng ta vẽ unicorn và tạo các phần trên giấy. Vẽ theo đường unicorn, bỏ giấy ra và tô màu unicorn thôi. Lấy phần tâm của con quay ra nhé và đặt nó vào giữa lỗ của miệng nhựa nè. Xoay hình tròn là unicorn sẽ di chuyển. Thích unicorn của tớ không? Cứ như em đang chạy ấy. SC, nhìn này. Cậu có unicorn á? Chóng mặt vậy ta. Úi da, nhưng tớ sẽ lấy xe hơi. Chọn gì đấy nhở? Chẳng biết chơi với cái gì cả. Nhìn được này, chơi cái này chắc sẽ vui lắm đây. Mình sẽ bóp gel vào ống hút này và thổi nào. Được rồi, mình đang thổi bong bóng bay. Mình sẽ xoay ống hút. Trông y hệt như bóng bay luôn. Mình sẽ thử màu lam. Không biết có nổ không ta. Ồ, đã tài quá. Gì đấy. Ước gì mình cũng có bóng bay. Nhưng mà chỉ có kẹo thôi. Ghen tị ghê luôn á. Khoan, mình biết cách tạo bóng bay của riêng mình rồi. Nặng thật đấy. Cậu mang lò vi sóng ra đây làm gì? Tớ đang làm bóng bay. Nhưng phải nấu chảy kẹo ra trước đã. Bật lò lên nào. Chắc được rồi ha. Lấy ống hút ra thôi. Tớ sẽ nhúng ống hút vào kẹo đã tan và thổi nè. Tuyệt nhất là tớ có thể ăn luôn bóng bay. Ngon ngon. Wow, đúng là thông minh thật. Tớ cũng sẽ thử xem. Chẳng ngon chỗ nào hết. Mình buồn vệ sinh lắm rồi. Vậy thì còn chần chừ gì nữa chứ. Mình đã nhịn lâu. Ra khỏi đó ngay. Mọi chuyện kết thúc như vậy sao? Mẹ sẽ không xả nước đâu. Tí nữa thì chắc rồi nhé. Còn thấy mọi thứ như tua lại trước mắt. Không sao đâu, để mẹ xử lý chuyện này. Nhìn bệ bồn cầu mini này mà xem. Wow, con muốn thử cái đó. Không cần cái của nợ này nữa. Bên dưới nó vẫn là bệ ngồi thông thường. Thử đi nào. Con không bị lọt nữa. Thế thì tốt rồi. Woohoo, sinh nhật của chúng mình. Tuyệt vời ông mặt trời. Hôm nay là ngày vui nhất luôn. Lại đây nào. Oh wow, bánh đẹp quá đi. Mình cùng thổi nến thôi nào. Wow, có cả quà nữa. Oh, em cảm ơn. Không biết là gì nhỉ. Nó thật là dễ thương. Xem nào, xem nào, xem nào. Cứ thong thả thôi. Wow, ú là la. Em đã luôn muốn có chú chim hồng hạc. Chị thì có con rùa. Mềm mịn lắm luôn đó. Nhìn bánh thèm quá đi. Oh yeah, hết sảy con bà bảy. Cậu có muốn ăn không chim hồng hạc? Có lẽ rùa của chị cũng muốn ăn bánh. Vui quá đi mất thôi. Há miệng nào. Muốn ăn nữa, nghe thấy không?
ăn hết đi nào. Có chuyện gì vậy? Ôi không, không xong rồi. Tránh đường cho em. Hả? Con bé bị sao vậy? Ồ, tôi hiểu rồi. Chị đến ngay sau em đây. Tình huống gấp gáp lắm rồi. Phải chạy ngay đến bồn cầu thôi. Cẩn thận hết sức, không được cử động mạnh. Nếu không núi lửa sẽ phun trào. Cho qua nào, đây là trường hợp khẩn cứu. Con xin lỗi. Kendall, để ý vào chứ con. Cái tụi nhóc này. Chờ chút, phải nạp thêm năng lượng đã. Thành công rồi. Chắc sẽ ngào ngạt lắm cho mà xem. Gần đến rồi. Hả? Oh yeah, nhẹ cả người luôn. Này, đừng có vào đây. Ôi không, Hồng Hạc ơi, chúng mình phải làm sao đây? Dễ chịu quá. Cảm giác nhẹ nhõm cả con người. Dù ơi, thế nào rồi? Em đang bận xử lý chuyện đại sự à? Chị không làm phiền nữa. Xong rồi á, nhớ rửa tay cho kỹ nhé. Hả? Gì thế này? Eo ơi, cái gì mà dính vậy trời? Tại em ấy. Hay quá cờ Kendall. Ai cũng biết rõ là ai rồi mà. Đã đến lúc hành sự rồi. Điều chỉnh bờ mông này cho thoải mái đã. Cứ như ngồi vệ sinh trên tảng băng vậy. Có chuyện gì trong này vậy? Lạnh dã man. Hả? Bệ bồn cầu ý? À, phải. Ừ, tớ đồng cảm với cậu, để tớ giúp. Ngồi vào đi. Thả ra. Bỏ ra. Tớ sẽ không đến gần bồn cầu nữa đâu. Tôi có một ý tưởng. Tớ sẽ cần áo phông. Mặc thêm nhiều lớp vào. Cậu sẽ thấy ấm hơn. Còn áo này nữa. Mặc quần này. Đeo cả bít tất nữa. Đeo khăn này. Vậy là tha hồ ấm. À, cảm ơn. Sao nữa đây? Chờ xíu nữa là biết. Tớ cần một cây kéo. Tớ sẽ cắt một lỗ trên quần của cậu. Gì cơ? Ngồi im. Không. Cậu bị khùng hả? Chờ chút. Dùng tất này được đó. Mình sẽ lồng tất vào bệ bồn cầu. Vậy là không lo bị lạnh nữa rồi. Mình sẽ ngồi thử xem sao. Sao mình không nghĩ ra cách để sớm hơn nhỉ? Britney, xin lỗi, tớ ngủ gật mất tiêu. Cách hay đấy. Wow, vương quốc phép màu của riêng mình. Còn đẹp hơn so với những gì em tưởng tượng. Tuyệt vời ông mặt trời. Nhìn đằng kia kìa, một chiếc vương miện. Em nhìn thấy trước là của em. Không, đừng có hỏng. Không. Dừng lại. Nhưng mình đã có vương miện. Trông mình sẽ giống như một công chúa vậy. Ai biết, có khi mình sẽ tìm được hoàng tử đẹp trai. Thật không công bằng. Wow, kỳ diệu quá đi thôi. Chiếc váy này đẹp xuất sắc. Hả? Em đang đùa chị hả? Không phải ngai vàng, nhưng thôi, dùng tạm. Lêu lêu. Mình đã nghĩ ra rồi. Cần cái này này. Cẩn thận gái ơi, vào mặt tớ bây giờ. Này, dừng lại. Và mình cần một chiếc chăn. Gì? Ai? Sao cũng được. Lần này thì sẽ hơi khó đây. Lấy được rồi. Cứu với, cứu với. Úi da, chuẩn lẹ thôi. Oh yeah, cảm nhận giai điệu. Cho mượn một xíu nha. Hả? Trống của tôi. Coi như tiền bồi thưởng cho anh này. Sởi, xin luôn. Mình đã có mọi thứ cần thiết. Mình sẽ phủ tấm chăn lên thùng này. Gài mép chăn vào trong này. Sau khi xong bước 1, mình sẽ dán phao ống xung quanh thùng. Đàn sen các màu khác nhau này. Tiếp theo, mình cần bệ bồn cầu. Nhưng mà chưa xong đâu nha. Mình sẽ gỡ các ô tròn trên Poppit ra. Sau đó mình sẽ dán chúng vào bệ bồn cầu. Mình sẽ dán đều trên khắp cái bị. Thật là nhiều màu sắc. Tương tự trên nắp. Mê luôn ý. Em cũng thế. Cho em ấn nhé. Vui quá đi. Chơi cái này ghiền luôn. Thực ra mình đã có ngai vàng rồi. Chị là nhất. Nhưng thấy có lỗi ghê. Chị đội chiếc vương miện này đi. Thật đã. Chị sẽ không khách sáo đâu nhá. Wow, cảm giác thật lộng lẫy. Cảm ơn em yêu. Giờ thì ngồi xuống ngai vàng. Thôi, bé ngồi đi. Em đã mong là chị nói thế đấy. Wow, mềm lắm luôn. Chị đâu rồi? Chết nè. Em chỉ có thế thôi hả? Này, đã vào đừng ném vào mặt rồi mà. Cho chị biết tay này. Gì? Không.
giá treo giấy vệ sinh. Thôi xong đời rồi. Chị không cố ý mà. Mẹ thất vọng về hai đứa lắm. Chỉ có một hình phạt phù hợp với các con. Chà, đúng chỗ để thực hiện hình phạt luôn. À! Chị làm gì đi? Nghĩ tích cực, nghĩ tích cực. Chẳng ích gì. À, đúng rồi. Đưa tay đây. Mình sẽ nhúng tay vào chất lấy dấu này. Chúng mình sẽ làm thành khuôn. Giờ thì nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi thùng. Tiếp theo, đổ thạch cao vào. Cứ thong thả thôi. Đợi cho khô nào. Gần xong rồi đó. Đến phần vui rồi này. Chúng ta cần gỡ thạch cao ra. Đầu tiên là cắt nó ra này. Sau đó thì dùng tay gỡ ra. Ố là la. Nhìn hay quá đi. Nhưng mà trông hơi đơn điệu. Chúng mình sơn bàn tay đi. Candle, chị đặt xuống cái đã. Wow, em chọn màu này nhìn sang ghê. Chuẩn đấy, đặt ở ngay đây này. Vậy là chúng ta có giá giữ giấy vệ sinh mới toanh. Tốt lắm, đập tay nào. Mẹ. Các con, ra ăn tối nào. Cái gì đó? Rất sang trọng. Wow, con tự làm à? Các con mẹ giỏi quá. Thôi, đi ăn nào. Không công bằng. Bình tĩnh nào con. Đồ chơi nữa này, bóp đã lắm. Con không muốn nó. Mẹ hết sạch ý tưởng rồi. Ôi nhìn kìa, búp bê. Rất dễ thương luôn. Có gì đâu mà đẹp. Không thèm đâu. Cái gì cũng không, thôi nín đi mà. Con ghét nó. Còn gấu teddy thì sao? Thật ra thì cũng xinh. Con có thích không? Con thích không á? Con ghét nó. Phải làm gì bây giờ hả trời? Con bé phải thích gì đó chứ. Càng không được. Nghĩ đi nào. Gì đây? Đầu mình rối như mớ bong bong. Khoan, có thể nào. Đúng thứ mình đang cần rồi. Đẹp muốn xỉu luôn. Này, em bé ơi, cẩn thận chứ. Cô đùa thôi, Britney sẽ thích con lắm cho coi. Kiểm tra đồ chơi xíu nào. Phải đổ nước ép vào. Mình sẽ dùng ca. Không muốn làm đổ tùng lum đâu. Rót thế này dễ hơn hẳn. Sau đó mình sẽ đóng nắp lại. Mong là hiệu quả. Britney, xem mẹ có gì này. Hử? Gì thế ạ? Nó đang tè lên người con. Chắc có nhầm lẫn ở đâu rồi. Mẹ có thấy không? Nó rất tuyệt vời. Con cảm ơn, đồ chơi hay nhất quả đất. Phù, nhẹ hết cả người. Britney, không, dừng lại thôi, đừng phun nước nữa. Khoan, nước trái cây à? Thế thì phun tiếp đi. Còn làm gì thế hả? Thôi ngay. Chẳng gì bằng được ở một mình và thư giãn. Wow, to chà bá luôn nha. Tự hào quá đi, muốn nghẹt mũi luôn. Xả nước nào. Bố ơi, bố có sao không ạ? Ôi. Kissy Missy, em ấy còn bao nhiêu việc chưa làm. Còn có sao không vậy nhóc? Vỡ rồi bố ơi. Bố xin lỗi nhé, bố không sửa được. Không sao ạ, con vẫn còn phần này. Và con đã nghĩ ra cách hay. Con cần sợi dây chuyền nữa. Con sẽ gắn một đầu vào bệ bồn cầu, rồi gắn Kissy Missy vào đầu dây kia. Con sẽ thả vào trong bồn cầu. Đầu này thì dán vào đây này. Khi con xả nước, nước sẽ kéo Kissy Missy xuống và làm nắp bồn cầu đóng lại. Ấn tượng đấy. Thưởng cho bé con nè. Quà của con gái đây. Wow, Kissy Missy. Con cảm ơn. Con thích là bố vui rồi. Eo ơi, mùi bố hôi quá đi. Này, mùi kem dưỡng đấy chứ. Con đây rồi, Candle. Mẹ ơi. Có chuyện gì thế này? Bừa bộn quá. Vâng, đúng vậy. Mẹ cũng thấy thế ạ. Sao con không chơi với cái này? Con sẽ thích nó đấy. Wow, hay quá đi mất. Cho con với. Bắt lấy đi. May quá con bé đi rồi. Đành phải sắn tay lên dọn thôi. Mong rằng chỉ là sô-cô-la. Nếu không, mình phải dạy lại con cách dùng bồn cầu. Muốn biết thì chỉ có một cách thôi. Khoan. Phủ, đúng là sô-cô-la.
Ok, cọ rửa thôi nào. Ôi cái bồn cầu, sạch bóng sáng bóng. Mình là phù thủy cưỡi chổi cọ bồn cầu. Eo ơi, nó nhỏ nước bồn cầu ra khắp sàn rồi. Chán như con rán. Sàn ướt hết cả rồi này. Mình biết cách xử lý rồi. Mình sẽ đặt cọ bên dưới bệ bồn cầu. Như vậy nước sẽ nhỏ vào trong bồn cầu. Hả, cuộn giấy đâu ra đây? Mình sẽ cuộn giấy vệ sinh về như cũ, gấp thành hình tam giác như thế này và nhấn nó vào vòi nước, giống như dấu niêm phong vậy. Giấy sẽ không bung ra. Tiếp theo mình cần một lọ tinh dầu. Mình sẽ đổ một chút lên cuộn giấy. Giấy sẽ có hương thơm dễ chịu. Thật sảng khoái. Gì vậy trời? Hồi quá. Phải dọn đống này thôi. Eo ơi, lẽ ra candle phải đổ rác chứ. Khiếp, ghê quá đi. Mình sẽ lấy một cục bông và nhỏ chút tinh dầu lên. Sau đó thì bỏ cục bông vào đáy thùng rác. Giờ thì lồng túi đựng rác vào. Không còn thùng rác hôi hám. Chuẩn không cần chỉnh. Nhìn cũng đẹp cơ. Ước gì mình giữ mãi được như vậy. Chào đằng ấy nhớ. Con tìm thấy sô-cô-la này mẹ ơi. Candle, tại sao? Ôi, chào bạn Hiền. Sẵn sàng quẩy chưa nào? Ơ kìa. Ui, tớ xin lỗi nhá. Mà chờ chút. Cháu trai mình có cái này nè. Chúng ta chỉ cần một cây súng bắn keo nóng và những màu sắc vui nhộn thôi. Bơm keo vào bao nhiêu lỗ tùy ý. Hoàn hảo. Và thế là ok con dê luôn. Chà, gần thôi. Cậu muốn đeo thử không? Được rồi nhá. Vừa vặn như in luôn. Tớ thích lắm, cảm ơn cậu. Đi thôi. Tụi mình ngã chổng vó và không đứng dậy được này. Chị đã sắp xong chưa ạ? Nói chung cũng gần xong rồi. Tuyệt. Khoan. Mẹ sẽ nổi đóa lên khi nhìn thấy hình xăm này cho xem. Hello, sao lại thẫn thờ thế hả? Xin lỗi ạ, em đang hoảng ạ. Được rồi, hít sâu nào. Em cảm ơn. Mà chờ chút. Có ý hay rồi đây. Lấy một khuôn cao su như thế này và nhồi kẹo gấu dẻo nhiều màu vào. Tớ sẽ dùng nhiều màu khác nhau luôn. Cứ nhét kẹo gấu xung quanh vòng nhé. Rồi cẩn thận đổ keo epoxy lên trên gấu. Đổ đầy luôn nha bà con. Vậy là đeo được rồi. Dễ thương muốn xỉu luôn này. Và che hết hình xăm luôn này. Yên tâm rồi. Xăm đã rồi che đi sao? Thôi tùy em. Con về rồi à Betty? Vâng ạ. Con xăm mà. Hình nhỏ dễ thương đấy. Nhưng nhìn của mẹ này. Đó. Mẹ là số 1 ạ. Mẹ nào con đấy mà. Một chàng pháo tay nhỏ xíu 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 nè. Trò này lúc nào cũng vui luôn. Nhìn đống này xem. Còng tay á. Sao lại có thứ này ở nhà mình cơ chứ? Thôi kệ đi. Mình mua cái quần này khi nào ta? Cho đi luôn. Sơn móng tay. Chẳng cần nữa. Thùng này đầy rồi này. Xong xuôi rồi. Con gì chết vậy trời? Chợp mắt xong thấy khỏe cả người. Thêm đồ à? Xinh nha. Nhưng vẫn chưa đủ. Có gì trong này vậy ta? Wow. Chán chưa? Sơn móng tay hả? Xài cái này cũng được đấy nha. Làm móng chuyên nghiệp nào. Nhưng không phải kiểu bạn quen thuộc đâu. Lần này chúng ta sẽ trang trí ngón tay. Bạn thấy giải sơn đó không? Để đó cho khô đi. Rồi đưa vào hơ đèn UV này. Cũng không lâu lắm đâu. Giờ thì kéo nó ra và bắt tay vào trang trí nào. Cọ đầu nhỏ. Vẽ xỉu dễ luôn. Trái tim nhìn cứ muốn xỉu ấy trời. Sẽ mất khoảng một phút đấy. Nhưng bỏ công mà. Đó, giờ bạn đã có nhẫn rồi. Hai cái luôn. Chỉ thở bằng miệng thôi. Hả? Hết sảy con nhà bà Bảy. Nhẫn kia nhìn đẹp dã man con Ngan. Đầy á, bán lại cho em nhé. Đưa tiền đây. Nhẫn trước. Thôi được rồi. Yay. Dầu to rồi. Thôi, rửa là được.
gì cơ? Mấy cô muốn mua thêm nhẫn á? Cơ, mình quên mất sinh nhật mẹ rồi. Còn đồng nào trong ví không ta? Cũng không luôn. Chắc mình phải còn chút tiền nữa chứ nhở? Chuẩn rồi, mua sắm thôi. Có mua nổi điện thoại không ta? Hay xe hơi? Một bông hồng thì sao nhở? Cảm ơn, hẹn gặp lại quý khách. 2 đô thì mua được gì ạ? Chị mới bán bó hoa cuối rồi. Chán thế. Chị còn mấy cánh hoa rụng này. Thật ra có cách rồi. Đừng vứt cánh hoa rụng đi nhé mọi người. Hãy sơn một lớp sơn phủ trong suốt lên, rồi để dưới đèn UV. Khô rồi, vậy là mình có thể đính móc bông tay này vào. Đẹp nhở? Cưng xỉu luôn. Mẹ. Ồ, mẹ đi à. Còn có thứ này cho mẹ này. Con gái ngoan của mẹ. Đẹp quá đi mất. Đúng là có 102. Cảm ơn con yêu. Mẹ yêu con. Bán hàng mới nào mọi người. Trang sức đây. Hàng mới ra lò hot hòn hot đây. Đêm này là một đêm trọng đại. Tại nách mình sao? Dùng cái này khử mùi nè. Xong nhé. Chắc em ấy cũng sắp tới rồi. Đến lúc rồi. Vào đây nhé nhẫn ơi. Em ấy đến rồi. Bé ơi. Dạ. Anh yêu ơi, hôm nay em vui lắm luôn á. Em đói bụng không? Ăn bánh trước đi. Dạ được, hôm nay ở công ty. Ôi, thôi chết, em nuốt luôn rồi hay sao ấy? Dạ. Em không thấy cái nhẫn à? Anh bỏ vào trong bánh á. Thôi chết cha. Không. Vòng cổ của em. Dạ. Không có gì đâu. Chờ anh chút. Chúng ta có máy lả tóc này. Bọc giấy nến vào máy và cho hạt vào bên trong. Nhấn. Wow, tuyệt. Giờ thì bóc ra cả mảng. Rồi, quấn xung quanh bút lông. Nó cứng lại rồi đấy. Betty. Dạ. Liệu em có biến anh trở thành người hạnh phúc nhất không? Làm vợ anh nhé. Sao? Chào cô. Lại một đứa mê trai. Dạ cháu gửi. Để xem ta có thể làm gì nhé. Ok. Cô thấy gì thế ạ? Lá bài. Ngầu quá. Không sao. Ok. Đừng lo, tình cầu sẽ nói lên tất cả. Hỡi tình cầu, hãy cho ta biết ý nghĩa của tình yêu. Vậy là sao hả cô? Đúng là khủng khiếp mà. Thôi, cháu đi đây. Khoan, ta đã nhìn thấy một thứ. Chuẩn, đúng rồi. Lấy chút keo epoxy và đổ màu thực phẩm đỏ vào đó. Rồi khuấy thật đều lên. Đẹp quá ha. Rồi đổ hỗn hợp vào loại khuôn bạn thích. Và khi nó cứng, lấy nó ra nhé. Nhưng đến đó còn chưa xong đâu. Giờ ta mới có dây chuyền nè. Ngắm đi. Cháu thích lắm. Đẹp hết sảy ạ. Anh ấy thích cháu ạ. Cảm ơn cô. Hạnh phúc nhé. Bye, đi thôi. Lại một ngày làm việc năng suất. Này, cầm lấy. Chờ đã. Hôn anh đi. Em là tình yêu đích thực của anh đó.
Woohoo! Ăn vào nào! Đem đồ ăn ra đây! Ui giời! Đây là một ý tưởng tồi! Mẹ ơi! Sao con? Con ở đâu? Dưới này à! Con ngã rồi! Con đang đói bụng, nhưng con đã va vào quầy bếp! Khổ thân! Khoan! Biết rồi! Đầu tiên, cắt đôi miếng bông tẩy trang này. Sau đó, đổ vài giọt phẩm màu vào. Giống như cầu vồng vậy đó. Đẹp quá đi. Tiếp theo chuẩn bị một bát sữa. Sau đó hãy thả miếng bông vào. Hãy xem nè. Rất đẹp phải không nào? Dùng que khuấy để thấy các màu sắc nhảy múa. Chúng đang chơi vui trong đó. Nhìn kìa, mở mắt ra đi. Hay quá. Con muốn thấy màu nhảy múa. Con giải cho này nhỉ. Con yêu đang chơi vui chứ? Vâng ạ. Tiếp theo, màu xanh. Thôi không. Thôi kệ. Thôi dừng bút khác. Ha, ok đấy. Nghiêm túc đi hả? Lại nữa sao? Chuyện này không ổn chút nào. Có phải? Thôi kệ đi. Tớ trông cậy vào các cậu đấy. Trời đất. Không. Có chuyện gì thế? Sắp màu của con bị gãy hoài. Bố nhìn nè. Để bố xử lý cho. Đang đi spa cũng không yên. Lờ đi. Mẹ không trả lời điện thoại. Thôi tự xử vậy. Con có muốn ôm hot dog không? Em có sắp màu màu xanh. Mình tổ chức show thời trang nhé. Ok, bố cần nghỉ ngơi một xíu. Mà chờ một chút. Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Chỉ cần cái này. Và tất nhiên, đồ nạo phô mai. Hãy làm mưa nào. Là la. Trông giống kẹo trang trí. Wow, đẹp quá phải không? Đó. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Bật chế độ nóng. Vụn sắc màu đang tan chảy thấy không? Không còn lãng phí nữa. Không còn nước mắt. Một chiếc áo phông mới toanh. Wow, đẹp lắm hả? Thật nhiều màu sắc sặc sỡ. Giống như hoa giấy nhiều màu. Và chúng đang ăn mừng với con. Mọi người đều được mời đến bữa tiệc này. Con cảm ơn bố. Được rồi, đừng đi đâu nhé. Chỉ cần căn đúng góc thôi. Ngồi yên như thế, nghe chưa? Nhiều quá. Phải phết sơn ra một chút. Đó. Nhìn có giống chưa nhỉ? Ủa, chẳng giống nhau tí nào. Này, có chuyện gì thế? Vẽ vời mà tức giận quá vậy. Tranh này ổn hơn một chút xíu. Phải không ta? Thôi bó tay. Mình không phù hợp với việc này. Alex, họa sĩ nào cũng cần luyện tập. Nhưng con bực mình lắm. Để mẹ chỉ cho con một mẹo. Dán tờ giấy xuống bàn. Sau đó sử dụng sơn màu. Hãy dùng đồ cạo để phết sơn. Sau đó làm tương tự với một màu mới. Con có thể tạo các độ cao khác nhau. Thấy chưa? Bút xóa băng dính này cũng rất có ích đấy. Trông giống như những con mèo con nhỉ? Rồi vẽ viền để các hình vẽ được nổi bật. Hãy tìm niềm vui từ các chi tiết. Đáng yêu quá phải không nào? Giờ thì bóc băng dính ra. Ta-da! Con thấy thế nào? Wow! Mẹ vẽ à? Giống y hệt mèo con của con. Giờ đến lượt con. Đẹp không mẹ? Con giỏi nhất. Mình sốt cao quá. Nhưng mà rất lạnh. Mình ghét bị ốm. Khổ thân con gái yêu của bố. Nhiệt độ đang tăng nhanh. Con sẽ phải uống thuốc thôi. Cố lên Nessie. Đó là kem à? Còn lâu, con muốn ăn kem. Hả? Kem à? Đang ốm không được ăn kem đâu. Đi mà bố. Hãy tỏ ra đáng yêu. Con yêu bố.
Không, mình phải kiềm chế. Mình không thể. Bố là người hùng của con. Cứ tưởng là vậy. Mình thấy thật có lỗi. Khoan đã, mình có một ý tưởng. Cậu bỏ tay ra. Xin lỗi, tôi chỉ muốn mượn cái này thôi. Cảm ơn nhiều. Đã đến lúc lắp ráp thứ này. Tuy mình không thể mua kem cho SC, ít nhất không phải loại con bé muốn, nhưng điều này sẽ giúp mình ghi điểm với con. Bạn đã nhận ra chưa nào? Bây giờ cắt nó ra, bởi vì chúng ta sẽ tô màu. Chỉ cần một vài giọt là đủ. Và bạn có thể chọn màu sắc. E sẽ thích các màu sắc cầu vồng, nên mình chọn nhiều màu. Bây giờ dưới thêm hồ dán nè. Nhớ dưới đều lên các viên kem. Rồi đến kẹo rắc. Chà, ít nhất trông cũng giống đồ thật. Giấy sẽ dính xuống hồ dán. Lắc một xíu nè. Vậy là hoàn thành rồi. Con vẫn muốn ăn kem chứ? Bố nói dối. Ok, bố cứ để đây nhé. Để cho con. Yay. Con cảm ơn bố. Hừ, cô uống thuốc nhé. Chà, được thôi. À, đầu chữa bệnh đang đến nè. Chỉ còn chiếc đĩa cuối cùng. Không có ai nhìn cả. Mình không thể ngừng nghĩ về SC. Tình yêu đích thực của tớ. Nè, hôm nay nhìn cậu xinh quá SC. Thật à, rất vui được gặp cậu. Tặng cho cậu nè. Thật à, cảm ơn nhé. Không có gì. Tại sao? Ngượng quá đi mất. Mình phải tặng một món quà xịn. E sẽ thích gì nhỉ? Tiền à? Ok là. Mẹ ơi, cho con xin ít tiền để tặng Esi. Đi mà mẹ, tiền à. Tiền á? Thôi được rồi, đây. Tiền xu. Vẫn là tiền, mẹ chỉ có thế thôi. Chán quá, con muốn tiền giấy cơ. Lại sao nữa? Xin lỗi, đổi trên này được không? Quên sẽ. Ok, nghĩ ra rồi, chờ chút. Chắc chắn SC sẽ thích mê. Hãy chuẩn bị thật nhiều xà phòng. Sau đó dùng cọ khuấy đều hỗn hợp. Bạn đã có xà phòng có màu. Sử dụng khuôn cắt bánh hình trái tim. Xoay trong bọt xà phòng nè, thấy không? Và đóng dấu xuống. Trong nè. Bạn có thể đóng dấu thật nhiều. Essie sẽ không bao giờ yêu mình. Hả? Hay con tặng cái này cho Essie đi. Wow, cảm ơn mẹ. Này, hi Essie. Gì thế Alex? Tớ tự làm cho cậu đấy. Thật á? Dễ thương quá đi. Sô-cô-la đấy à? Tớ thích lắm. Không có gì đâu. Đến nhà rồi. Mẹ về. Mình vẫn chưa dọn dẹp nhà. Tối qua mình ăn gì chứ? Mau vào trong này đi. Quá trời đồ ăn vặt. Phải nhanh tay lên. Bún ơi. Eo ơi, phải dạy em đi đúng chỗ thôi. Mẹ mà thấy bừa bộn là xong luôn. Gần xong rồi. Mẹ ơi, mẹ về rồi ạ. À, mẹ để con cầm túi cho. Suýt thì toi. Con đói chưa? Lại đây ăn nhé. Bé ngồi đây nè, chờ mẹ một chút. Vâng thưa mẹ. Món này ngon bá cháy luôn. Đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho bé đang tuổi lớn. Gì đấy ạ? À? Con không ăn đâu. Hả? Con phải ăn đi chứ Stacy. Thôi, con chẳng muốn ăn đâu. Rồi, đưa đây cho mẹ. Phải làm gì bây giờ? Để tìm xem có gì khác cho Stacy ăn chưa không. Đúng rồi, Stacy thích ramen. Ăn đi con. Mẹ muốn con ăn bát mì này ạ. Mì này ngon mà. Con không tin. Ok, hôm nay có người mè nhau lắm nha. Con bé nghĩ đây là nhà hàng hay gì? Nhà cần gì nữa không ta? Ngũ cốc không bao giờ làm mình thất vọng.
và đi mất rồi. Tuyệt quá mà trời. Con không thể trốn dễ như vậy đâu. Mẹ ở đây mà dám. Stacy, con phải ăn gì đi chứ? Lại là mẹ à? Con cái thái độ thế đấy. Đồ chơi. Tất nhiên. Suýt thì đổ tùm lum hết. Mẹ làm một bát ngũ cốc ngon lắm luôn đây này. Mẹ ơi, mẹ cứ làm như con còn bé làm ý. Ăn đi nào, con muốn ăn mà. Thế con xin kiếu. Mình đã thử mọi cách, chẳng biết phải làm gì nữa. Mẹ đi rồi, xem tiếp phần này. Vậy thì mình đành ăn bát ngũ cốc này cho khỏi phí. Stacy chẳng biết thưởng thức. Mà chờ một chút, bộ tàu hỏa, cô trả lời ở ngay trước mắt mình. Nó rất đơn giản, mình nghĩ ra cách rồi. Không thể để Stacy thấy mình. May là con bé đang loay hoay với trò chơi ngớ ngẩn đó. Cơ hội đi rồi, mình sẽ lấy tàu vào đường ray. Bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ đặt đường ray lên bàn. Mình sẽ nối các mảnh với nhau, tạo thành một vòng tròn lớn. Vậy là được rồi. Sau đó mình đặt tàu hỏa lên trên. Ok đấy. Stacy ơi, mẹ có thứ này cho con xem nè. Nhưng mẹ, con đang bận mà. Gì vậy ạ? Cứ nhìn đi đã rồi quyết định. Lại gì nữa? Wow, úi là trời đất. Hay quá đi mất. Tự nhiên con thấy đói bụng ghê. Mẹ tự làm mô hình này à? Quả là sáng kiến đỉnh của chóc. Không biết bắt đầu từ đâu nữa. Ước gì ngày nào cũng được ăn thế này. Đoàn tàu đang di chuyển kìa. Táo xanh nhìn ngon quá. Chấm vào sốt này. Món tủ của con. Tiếp theo vào bụng Stacy. Ngon tuyệt cũng mèo. Con gái ngoan, đoàn tàu đến kìa. Thích thật đấy. Đi nào bé bông, mình cùng đi dạo nhé. Dễ thương xỉu. Bạn thân của con đấy. Đi đâu con cũng mang chú chó ấy. Ok, đi thôi. Wow. Từ từ bé bông, em đi nhanh quá đấy. Mẹ chờ ở đây nhé, con bé chơi vui quá kìa. Đuổi theo em mệt bở hơi tai luôn. Em là chú con xinh nhất cả đất. Em muốn đi một vòng nữa sao? Wow. Tránh đường nào. Tối nay kiểu gì cũng ngủ ngon. Ok, nghỉ một chút đã. Kiệt sức luôn rồi. Mùi gì vậy? Bé bông, đừng nói là. Yêu ơi, ghê quá. Sao người nhỏ xíu lại cho ra cục bự thế kia. Giả vờ như chưa có gì xảy ra nhé. Để chị ôm nào. Con yêu chơi có vui không? Có. Stacy, con cuốn phóng huế ra kia hả? What? Con phải dọn đi chứ. Dạ, đúng. Mẹ nghiêm túc đấy, dọn ngay, không cãi. Ai thua sẽ phải dọn. Con thực sự muốn chơi trò này hả? Ok, chơi thì chơi thôi. Không công bằng. Con còn chần chừ gì nữa. Nuôi chó sợ nhất là phải làm chuyện này. Mất phân cho cún. Mình nên dọn bằng cách nào nhỉ? Eo, quá gần, quá thúi. Ok, dọn thôi. Mình sẽ lồng tay vào bên trong túi bóng. Sau đấy bốc cục kít lên. Thêm một chút nữa thôi. Không, mình không làm được. Thế ghê quá. Wow, ôi là la. Chị ấy xinh gái quá. Và chiếc kẹp tóc. Đúng thứ mình cần rồi. Chị ấy bật nghe điện thoại nên không để ý đâu. Nhanh. Cách này chắc chắn sẽ rất hiệu quả. Giả ngơ nào bé bông. Ôi, mình không cần phải thấy cảnh này. Ra ngoài kia vậy. Chị ấy không hề biết. Bắt tay vào việc nào. Mình sẽ đặt kẹp tóc vào trong túi bóng. Sau đấy thì kẹp cục kít. Như thế này mình sẽ không chạm vào. Giờ chỉ cần bọc túi lại thôi. Vẫn ghê chết thì được. Bây giờ mẹ ơi. Mẹ xin. Món quà của con gái yêu nhỉ. Mẹ sẽ đun vào cả lần nữa có thùng rác chưa vứt. Mẹ ơi, mẹ nhìn này. Đẹp ghê. Mẹ cũng đang cần kèm tóc mới. Sao vẫn ngửi thấy mùi hôi nhỉ. Thôi kệ đi. Cho con ăn, cho con ăn. Ăn đi nè con yêu. Hấp dẫn quá. Bánh kẹp thì thơm ngon. Con sẽ ăn bánh thật ngon ạ. Đúng vị mà con thích nữa chứ. Ngon dã man. Muốn ăn nữa. Rơi hết ra mất rồi.
vãi tùm lum luôn. Vẫn ổn chứ thân yêu? Jasmine, con đang làm gì vậy? Đừng có lau tay vào chứ. Để mẹ lau cho. Cảm ơn mẹ. Con đang đuối vương vãi làm ý. Để mẹ gái khăn cho. Con muốn ăn nữa. Có ngay. Rồi đầy ra bàn rồi. Mình sẽ phải lau bàn. Kệ, chả có gì ta tát. Mẹ còn nữa này. Lại đi nào. Ăn ngon nhé. Pizza. Và một ly nước ép tươi ngon. Còn gì tuyệt hơn cơ chứ. Úi, mình làm đổ một xíu. Mình sẽ tập để nhắm tốt hơn. Kệ đi. Ngon muốn xỉu. Mẹ nhớ có lần bố đưa mẹ đi ăn pizza. Bố làm đổ nước suốt khắp nơi. Vâng. Cái gì kia? Wow, sốt sô-cô-la. Thèm quá đi mất. Mình mê sô-cô-la. Của mình tất. Thơm mất cả mũi luôn. Lát nữa con có muốn ra công viên chơi không? Vâng ạ, phần này vui lắm nè. Mình sẽ phết ra. Ba nhà sốt sô-cô-la cũng là không đủ. Đây là tác phẩm nghệ thuật. Mình ngon quá không đã ăn, nhưng mà vẫn ăn. Vui quá đi mất thôi. Daisy, làm gì vậy con? Nhìn cái bàn mà xem. Sao con lại làm thế? Nhìn xem, cái bàn sạch sẽ của mẹ. Con ăn ngon lắm ạ. Nhìn là mẹ biết rồi. Chứ mẹ mượn cái khăn. Mong là lau sạch được. Chẳng ăn thua gì. Vết bẩn khắp mọi nơi. Đúng là cơn ác mộng mà. Bỏ tay chấm con. Có quá nhiều vết bẩn. Mà chờ một chút. Sao mẹ lại nhìn con ạ? Mẹ đã bọc bàn bằng một lớp giấy bạc. Wow, hay quá đi mất. Còn gì nữa, mẹ nghĩ ra toàn ý hay. Không nói chuyện, đang ăn. Bánh mì kẹp, rơi luôn. Ăn mà rơi vãi khắp nơi. Nhưng cũng không quan trọng, không thành vấn đề. Ăn một hồi thấy khá nát kì. Con đã ăn xong chưa? Con không thể ăn thêm nữa. Để mẹ dọn, mẹ chỉ cần vứt giấy bạc lại như thế này. Chỉ vậy thôi, không cần lau dọn gì cả. Khỏi lo dây bẩn, rồi thì vứt được vào thùng rác là xong. Thông minh phải không nào? Mẹ giỏi quá. Chỉ cần buộc dây giày và xong rồi. Con cảm ơn mẹ. Thử xem nào, đứng dậy đi. Đi nào con yêu. Wow, tuyệt quá mẹ ơi. Trời, thế này hay hơn giày trượt patin của con. Không công bằng. Đi ngủ được chưa bé? Đắp chăn cho ấm nhé. Ok, đi ngủ thôi nào. Để mẹ cất đồ chơi đi. Con cảm ơn mẹ. Gì vậy? Có ai ở đó à? Ôi không, không thể nào. Có phải là quái vật? À, mẹ đừng đi. Con làm gì vậy hả? Không sao đâu, con không cần sợ bóng tối đâu. Chờ chút, mẹ phải dọn cái đống này đã. Có khi lại dùng được băng dính này. Mình biết cách khắc phục rồi. Bắt tay vào việc thôi. Lấy một cuộn băng dính và đặt nằm ra. Dán hai dải băng dính lên phần trung tâm của cuộn. Thế này thôi. Giờ thì bắt đầu vẽ lên băng dính, tô màu vào. Dùng các màu khác nhau tạo nên các phần. Chúng ta muốn có hiệu ứng cầu vồng. Mình sẽ đặt điện thoại ngay đây và bật đèn lên này. Wow, đèn ban đêm kìa. Giờ quái vật sẽ không dám đến nữa. Mẹ ngủ ngon. Mình cũng thấy mệt ghê. Đi ngủ sớm cho da đẹp nào. Ấm áp quá. Khoan, tiếng gì vậy? Không, mình cần đèn cho riêng mình. Giờ mình có thể mơ đẹp rồi. Hôm nay sẽ vui lắm cho mà xem. Con thích bể bơi. Mẹ ơi, con muốn xuống đó bơi. Tất nhiên rồi bé. Để mẹ lấy phao cuốn tay cho con. Đâu rồi nhỉ? Cứ tưởng có mang đi. Olivia, ra kia đứng chờ mẹ đi. Tại sao? Mái chèo thì sao nhở?
Không đời nào, bìa cứng có trôi không? Ý tưởng dở hơi. Mẹ ơi! Đợi mẹ, để mẹ nghĩ xem. Đúng rồi, đứng yên nhé. Có cái phao bơi kìa. Này cô ơi, của cháu mà, tự tìm lấy đi. Đang cố đây. Ít ra còn có cái phao ống. Khoản đã, dùng phao này được. Cắt một miếng phao ống ra, rồi dùng dao cắt cắt lát nhỏ. Làm thế này đến hết miếng phao nhé. Làm tương tự với các màu khác nhau. Giờ chúng ta cần dây rút nhựa. Luồn dây rút nhựa qua hai lỗ của hai miếng xốp, rồi thắt dây lại. Dùng dây rút nhựa để gắn các miếng nhỏ với nhau. Cắt phần nhựa thừa đi. Giờ con có thể đi bơi rồi. Con thấy thật thời trang. Mẹ ơi, xem con này. Đạn thần công đây. Nhìn này, con đang nổi. Tuyệt vời ông mặt trời. Bơi đi nhé con yêu. Và mình sẽ thư giãn. Này, hay đấy. Tớ cũng muốn áo phao. Nhanh lên mẹ ơi. Mẹ đến đây. Chỗ này là đẹp nhất trong công viên. Chán quá. Mẹ ơi, con muốn đi chơi cơ. Đừng đi xa, mẹ muốn nhìn thấy con, được chứ? Chơi vui nhé. Yeah. Giỏi lắm Olivia. Cuốn này đọc bánh cuốn thật. Hả? Olivia, con bé đâu rồi? Olivia, quay lại đây. Ôi không, không ổn rồi. Con bé không thể đi quá xa. Sẽ ổn thôi, đừng hoảng loạn. Olivia, con yêu, con ở đâu? Mình đã tìm khắp nơi rồi. Mũ của con bé. Olivia, đi ra đằng này ngay cho mẹ. Không nghịch vớ vẩn nữa. Cô xin lỗi. Trả mũ cho cháu. Cứ tưởng cháu là con gái cô. Olivia, con đây rồi. Mẹ đi tìm con nãy giờ. Mẹ lo lắng lắm đấy. Đừng có đi lung tung nữa nhé. Khuyến mại bóng bay. Chỉ 2 đô la. Kể cũng dùng được đấy. Vậy là được rồi. Bóng bay đang đuổi theo mình. Con bé cưng xỉu. Và mình nhìn thấy con. Hả? 2 quả bóng. Chào chị. Chào chị. Tư tưởng lớn ha. Xin chào, chờ chút. Bây giờ mẹ có một cuộc họp. Olivia, con im lặng nhé. Vâng ạ. Trông vui quá. Cái quái. Hả? Phải. Xin lỗi. Ta tiếp tục chứ. Chúng tôi đã nói về doanh số bán hàng dự kiến cho tháng tới. Dự báo có vẻ rất khả quan. Tôi, có phải giày bay qua không? Mẹ ơi, mẹ ơi, chú kia nhìn buồn cười thế. Olivia, mẹ dặn gì rồi? Bực mình quá đi mất. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Đặt một giải băng dính dài trên vòng lắc, sau đó là một giải thẳng đứng. Cứ tiếp tục dán băng dính chéo lên vòng lắc cho đến khi bạn có bánh xe thế này. Olivia, mẹ có cái này cho con. Nhìn này, trò vui lắm đấy. Cho con bé tha hồ chơi. Để thử lại xem nào. Ta đang nói dở gì nhỉ? Trung phóc, mình chơi trò này đỉnh quá. Mẹ ơi, ngon quá. Sao áo con bị sao vậy hả trời? Con bẩn quá. Mẹ làm gì được? Dừng lại, phải tắm rửa thay đồ cho con đã. Nhưng mẹ, con đói bụng. Không hiểu con bé dây bẩn kiểu gì. Áo này được. Lát nữa phải giặt đống này thôi. Ít ra mình còn một áo sạch. Mẹ có áo sạch cho con đây. Vâng, nhưng kiểu gì nó cũng lại bẩn. Sao lại có thể thế này được? Đừng có trả lời. Mặc vào đi. Có cần mặc không? Mẹ, mẹ làm rối tóc con rồi. Nhanh lên mẹ ơi. Con cảm ơn. Sạch sẽ rồi. Giờ thì ăn đi. Ăn mắm. Món tủ của con. Nhìn sốt sô-cô-la ngon xỉu này.
Không, đừng làm thế, không dám nhìn. Không sao đâu, hít thở nào. Khoan, cái túi cho mình một ý tưởng. Như nhà hàng ý. Ngon tuyệt cú mèo. Dây ra tay rồi. Sạch rồi này, mình ăn cái này hoài không chán. Chà, mẹ sẽ không phải giặt đồ cho con. Ok mẹ, con xong rồi. Tháo ra thôi này, mẹ chỉ cần xé cái túi ra thôi. Nhấc tay lên nào. Và con có quần áo sạch tinh tươm. Giờ đi chơi đi. Bye mẹ nhé. Bye bé cưng. Chẳng gì bằng nước quả tươi mới vắt. Con chào mẹ ạ. Uống nước cam đi nè con. Con không uống đâu. Ghê chết đi được. Tốt cho con mà. Con thích ăn sô-cô-la cơ. Không ăn sô-cô-la vào buổi sáng. Nhưng đố mẹ ngăn được. Đưa cho mẹ. No, của con. Sáng nào cũng như sáng nào. Khoan đã, hay là mình dùng Pop-It này nhỉ? Có khi lại hữu ích. Chắc là sẽ hiệu quả đấy. Lấy Pop-It và đổ nước ép lên đó. Đổ đầy luôn nha bà con ơi. Đặt Pop-It vào trong ngăn đá cho đến khi nước đóng băng, rồi lấy ra khỏi Pop-It thôi. Chà, nhìn tuyệt quá. Olivia sẽ thích lắm cho xem. Mình cũng muốn ăn. Olivia. Gì ạ? Xem mẹ làm gì này. Đây là gì ạ? Thử đi. Nếu mẹ nói thế. Phải ngon đấy nhớ. Căng thẳng quá đi. Tiếp tục đi. Ngoan. Ngon ạ. Giống như kem que vậy. Con cảm ơn mẹ. Mấy cái này thì vào thùng rác. Chuẩn bị đi học thôi. Chúc con một ngày vui vẻ nhé. Đợi đã, suýt quên. Cuối cùng mẹ cũng đi. Mình có thể thay đổi rồi. Không còn quần áo nhàm chán nữa. Nhìn này mới phải chứ. Cuối cùng cũng được là chính mình. Mình thích màu son này. Lexi. Mẹ. Con có thể giải thích. Phải có lý đấy. Trễ rồi. Đợi đã. Mấy giờ rồi nhỉ? Hôm nay là chủ nhật. Mình có thể lười biếng ở trên giường cả ngày. Đấy mới là cuộc sống chứ. Không gì tuyệt bằng một ly cà phê sáng. Bắt đầu dọn dẹp thôi. Mình thích bài hát này. Tiếng gì ồn vậy nhỉ? La 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 la, dọn dẹp vào chủ nhật. Khoảng thời gian tuyệt nhất trong tuần. Không gì thích bằng dọn dẹp sạch sẽ. Thôi mà. Đợi đã, được rồi sao? Giờ mình có thể ngủ ngon rồi. Mình đang có hứng. Hôm nay là ngày thích hợp để làm thủ công. Đỡ này. Đây là một cách hay để xả stress. Không được. Nghĩ xem nào. Biết rồi. Đây là thứ mình cần. Không gì có thể cản mình. Máy khoan đây. Ôi, thôi nào. Mẹ phải làm vậy sao? Tiếp theo là gì đây? Phòng không một vết bẩn. Xong hết rồi. Lần này cũng làm tốt. Đổ mồ hôi nhiều quá. Chợp mắt một chút mới được. Cuối cùng cũng yên. Giờ có thể chuẩn bị rồi. Shh, đi nhẹ, nói khẽ. Mẹ đừng tỉnh dậy nha. Đứng vững. Được rồi. Mình sẽ lấy chìa khóa. Không được làm giật mình. Oops. Mẹ đừng tỉnh dậy nha.
mẹ ngủ như em bé vậy. Ok, phải đi thôi. Gặp mẹ sao ạ? Con đi đâu đấy ạ? Mẹ, đây chỉ là mơ thôi. Nhưng mẹ nghĩ con quên gì đó. Nhưng mà mẹ... học chán lắm. Sắp tới giờ hẹn rồi, hồi hộp ghê. Ôi, cậu ấy tới rồi. Chào cưng. Hey, cái này cho cậu. Ai đó? Mẹ. Để mẹ nhìn kỹ cậu ta. Ê, chào cô. Gu thời trang của cậu ta tệ ghê. Mẹ làm con xấu hổ quá. Đợi đã, mấy bông hoa này quen lắm. Cậu phá hỏng vườn nhà tôi rồi. Đi khỏi đây đi. Ok. Tớ nghĩ đây vẫn là buổi hẹn hò. Đi thôi. Chào mẹ. Mình phải để mắt đến chúng mới được. Cảm ơn vì bó hoa nhé. Nó rất đẹp. Đẹp như cậu vậy. Đó là mẹ cậu sao? Không thể nào. Cho ngụy trang của mình hiệu quả đấy. Bọn trẻ sẽ không nghi ngờ. Chúng đang làm gì vậy nhỉ? Cậu đẹp quá. Cậu nói những điều thật dễ nghe. Cái gì vậy? Tớ không biết nhưng đau quá. Mình sẽ giả vờ tỉa cây. Nhìn đống lá này, xấu hổ quá. Đời đã, không thể tin được. Tớ rất thích ở bên cậu. Đừng thoải mái quá anh bạn. Chúng ở gần nhau quá. Ai quét dọn công viên này vậy? Đúng là hổ thẹn. Đây là khoảnh khắc tuyệt nhất. Không đâu. Hả? Có gì đó trên cây. Có gì trên đó vậy? Lá rụng khắp nơi. Mình có thể thấy mọi thứ. Mẹ. Ấm áp quá. Đến tiết mục khoa học rồi con yêu. Làm quái vật đi mẹ. Thôi, hôm nay chúng ta sẽ chơi vui một chút nhé. Mẹ đã vẽ khuôn mặt lên lõi giấy vệ sinh rồi. Và mẹ chuẩn bị đổ muối nở vào đó nè. Rồi cho chút màu thực phẩm vào. Vậy là đủ rồi đó. Giờ là nguyên liệu bí mật, giấm chua. Sẵn sàng chưa? Hài quá đi mất. Lõi giấy ói ra kìa mẹ. Wow, mẹ làm lại lần nữa đi ạ. Trận này đỉnh quá ạ. Đúng thế con yêu. Bé bông ơi, con đeo cái loa này nhìn xinh ghê. Xuống đi con. Tóc con tôi bị làm sao thế này? Nhìn con giống như vừa ngã vào bụi cây ấy. Mà không sao, chắc ai đó cần đi tắm cho sạch sẽ rồi. Đi tắm ạ? Mắt con, cay xè luôn. Đừng mà mẹ. Không, thôi ạ. Con không muốn bị cay mắt đâu. Ok, vậy thì không ổn nhờ. Khoan đã, loa của bé bông, mẹ mượn nha. Mình có ý này nè. Chắc chắn sẽ hiệu quả. Mẹ ơi, mẹ làm gì thế ạ? Mẹ sẽ đặt cái loa này lên trên mũ của con, sau đó cố định tóc vào vị trí này. Kiểu này trông kỳ cục quá ạ. Sao lại là nhà tắm? Mẹ ơi, thế này có ổn không mẹ? Đừng di chuyển bất ngờ nào con yêu. Mắt mình không sao này. Thấy chưa, mọi thứ đều ổn mà. Để mẹ gội cho sạch tóc nha. Và giờ là xả nước cho hết bọt. Nhột nhột đấy. Con gái ngoan quá. Mình chẳng biết phải làm sao nữa. Thử một miếng đi bé con. Không, con chả thèm. Thấy ghê lắm. Biết rồi. Ăn xong mẹ cho đồ chơi này. Thôi ạ. Rồi, hay là mấy cái Pop-It này. Còn có một cái rồi nè mẹ. Còn chả thèm. Bó tay. Thế còn vali đầy tiền này. Con sẽ mua được nhiều kẹo lắm đấy. Quá trời tiền luôn. Không, mẹ đừng mua chuộc con. Con đúng là khó nhằn đấy. Con không ăn đâu. Wow, căn bếp xinh đẹp của tôi. Hài thật đấy. Con muốn chơi với bạn tiên cá. Tiên cá? Nó là mình nảy ra ý này. Để làm bữa ăn vui vẻ hơn, các mẹ chỉ cần một cái thìa và chút đất sét mà thôi. Cán phẳng đất sét ra này. Sau đó, quấn nó quanh tay cầm của thìa.
và gấp nó lại. Sau đó, tạo hình cái đuôi cá bằng đất sét này. Thế là xong. Tiếp theo là dùng dụng cụ điêu khắc để thêm chút chi tiết cho đuôi. Nhẹ nhàng khắc đất sét bằng dụng cụ nào. Nhìn ổn đấy. Giờ chúng ta thêm vảy cá nhé. Bắt đầu từ trên cùng, rồi đi xuống phần tay cầm này. Nhớ đừng khắc sâu quá nhé. Chỉ cần một vệt nhẹ trên bề mặt là được. Khi đã xong, hãy đặt cái thìa lên khay nướng và cho vào lò. Lò sẽ nướng và khiến đất sét cứng cáp. Lấy thìa khỏi khay và để nguội. Bước cuối là tô sơn bạc lên cái đuôi. Mong cách này hiệu quả. Wow! Thìa tiên cá này, nhìn ảo diệu ghê. Con gái ngoan quá. Chào vợ yêu, bố ơi! Chào con yêu, bữa sáng của anh này. Anh chả ăn đâu. Nữa hả trời? Đúng là cha nào con đấy. Không, em đừng mơ. Bán cho tôi một chiếc. Có liền đây. Của cô này. Kẹo của con này Betty. Đi thôi con yêu. Ngon quá. Đợi chút nào cục cưng. Mẹ phải nghe đi ấn. Alo. Xin chào. Lâu rồi mới nói chuyện nha. Mẹ ơi ơi. Đâu có. Không thể tin nổi luôn. Rồi rồi Betty. Kẹo của mình. Phải nhặt lên thôi. Bẩn quá à. Bông bay của mình đâu rồi? Không, quay lại đi. Xin lỗi bạn bóng bay. Sao những điều tồi tệ lại xảy ra với những người tốt chứ? Sao vậy Betty? Tí nữa gọi lại nhá. Không sao đâu bé con, để mẹ giải quyết vụ này. Bán nhanh nhanh dùm tôi cái. Rất vui vì được phục vụ. Đáng lẽ mình không nên bỏ học. Mình phải ngăn không cho sự cố đó xảy ra lần nữa. Mình sẽ buộc giấy bóng bay quanh kẹo mút. Thế là ngon lành rồi. Của con này Betty. Wow, con cảm ơn mẹ. Nhìn này, bóng bay không bay đi luôn. Tuyệt quá con yêu. Con vui lắm mẹ ơi. Mẹ ơi. Để đấy cho mẹ. Lạ lùng quá đi. Bá cháy luôn này. Mình vẽ như họa sĩ ấy. Phải thêm màu xanh nữa. Cô họa sĩ nhí của mẹ. Con chào mẹ. Ôi không, cái gì đây? Đừng nói là con hamster đó nha. Là bút sáp của con. Trời ơi, thế thì sao mà con vẽ ạ? Không sao đâu, mẹ sẽ nghĩ ra cách thôi. Mong thế. Sao con lại khổ thế cơ chứ? Đúng là tồi tệ. Cái khuôn này trông có ích đấy. Cũng đáng thử mà. Mình sẽ cho bút chỉ gãy vào khuôn. Bỏ đầy các con số này. Thế là đủ nhé. Giờ đặt khuôn vào lò này. Như vậy, sáp sẽ chảy ra. Trò này giống như nướng bánh vậy đấy. Mong là sẽ hiệu quả. Đến lúc lấy khuôn khỏi lò rồi. Cẩn thận nha, nóng đấy. Mình sẽ để sáp nguội lại rồi mới lấy khỏi khuôn. Nhìn hay quá đi. Mình sẽ xếp nó lên cái đĩa này. Mong là Cheryl thích chúng. Đó là sáp con thích nhất luôn. Không sao đâu con yêu. Xem mẹ có gì này. Đây là màu sáp sao? Là số này. Nên dùng cái nào trước ta? Mẹ ơi nhìn này. Có nhiều màu lắm luôn á. Mẹ rất vui vì con thích. Con thích lắm. Ôi không. Mẹ ơi. Muốn đi nghỉ dưỡng ghê. Tại sao chứ? Chỉ cần ngủ một giấc nữa là được đi xem kịch rồi. Hồi hộp và hóng quá à. Sao mà mệt mỏi thế này? Cảm thấy mệt quá. Achi. Đau nhức khắp người luôn. Xin chào sâu ngủ. Con mệt quá à. Để bà xem nào. Con bị sốt rồi sao? Đặt cái này vào miệng này. Siro ho sẽ giúp con khỏi. Há to nào. Yêu ơi. Con phải nghỉ ngơi đấy. Nhưng con vở kịch. Con muốn xem ạ. Con đợi lâu lắm rồi. Bà rất tiếc.
con đang ốm mà. Ồ, khoan đã nào, bà biết cách giúp con vui lên rồi. Lấy một cái hộp ngũ cốc ra và cắt một hình vuông như vậy. Đặt hộp nằm ngang và dán một cái dải keo lên trên đó. Lặp lại bước này với các dải keo màu khác nhau. Cứ thay đổi màu cho đến khi đã dán hết hộp. Sau đó dùng kéo cắt cái chỗ keo nằm bên trên lỗ ra. Tiếp theo là lấy hai tờ khăn giấy và gấp chúng lại như thế này. Dán giấy vào bên trong cái hộp này. Rạch hai cái khe trên nóc hộp nữa và nhé que kem vào khe đó. Cuối cùng là vẽ các nhân vật lên thẻ và dán chúng vào que kem. Còn sẵn sàng xem kịch chưa nào? Wow! Tuyệt quá ạ! Bà mang vở kịch về nhà cho con đây. Con thấy màn biểu diễn này thế nào? Woo! Quá đỉnh! Chi! Eo ơi! Chà! Hỏi mất vệ sinh đấy! Mong là bà không bị lây. Thế thì mình được bệnh cùng nhau rồi. Khổ thật! La 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 la. Hả? Mùi gì vậy? Trong này hôi quá. Không, kẹo mút của mình đang ăn ngon cơ mà. Nên không? Chả sao. Thiệt này, kẹo hấp dẫn quá. Nào, không được, đưa cho mẹ. Cầm cái này đi. Không sợ làm gì kẹo mút nữa nhé. Wow, cho con. Oh yeah, ngon tuyệt cú mèo. Chúc may mắn lần sau kít mèo. Sốt sô-cô-la. Lạc quanh béo béo thơm ngon. Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất. Còn gì tuyệt hơn được nữa chứ. Phải dặm lại son môi mới được. Wow, xinh dã man. Mình có thể là người mẫu. Tất nhiên rồi con yêu. Con bé làm gì kia? Làm ơn đừng nói làm phân nhé. Chỉ là sô-cô-la. Mình phỏng như cái chuồng heo. Nóng mặt rồi đấy, không thể chịu nổi nữa. Cứ như con ác mộng vậy. Nghiêm túc đấy à? Cái này làm sao chứ? Sao mọi người lại có mấy bừa bộn như vậy? Phải xử chuyện này là mình đã có cách. Mình phải lấy vài thứ ở trong bếp đã. Mình sẽ mở lọ sốt sô-cô-la, sau đó múc ra một thìa. Ngon thật đấy. Không, mình phải kiềm chế. Tiếp theo, mình sẽ cần một bát kẹo trang trí sô-cô-la. Mình sẽ nhúng thìa vào bát. Áp vào lớp kẹo như thế này. Kẹo mút sô-cô-la thơm ngon, phải cho ao sang ngay mới được. Mẹ, nghe con nói đã. Mẹ thay quần áo cho nhé. Sao mẹ làm hay vậy? Thôi kệ đi, con ngửi thấy mùi sô-cô-la. Mẹ làm món này cho con đấy. Ăn thử đi nào. Mẹ cho con ăn sô-cô-la. Wow, hết sảy con nhà bà Bảy. Con cảm ơn. Tạm biệt ăn kiêng, nhưng cũng đáng mà. Và rồi đổ đất vào trong chậu nhé. Chúng ta không cần cái đó nữa. Trồng cây thật dễ dàng. Mình nên làm vườn thường xuyên hơn. Oh yeah, đã tài quá. Con làm tốt lắm bé yêu. Mẹ thích cùng con làm việc này. Con khiến mẹ rất tự hào. Vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Gì kia? Không đời nào. Thật không thể tin nổi. Con run, hay quá đi mất. Nó đang bỏ kìa. Phải nhìn gần hơn mới được. Nó đang ăn đất kìa. Chắc là đất ngon lắm. Mình cũng muốn thử xem sao. Nếu run ăn được thì chắc là mình cũng ăn được nhỉ. Cười lớn luôn. Năm năm thôi nào. Không, dừng lại. Hả? Tại sao ạ? Con chỉ muốn ăn thử thôi. Cứ bỏ nắm đất xuống. Đợi mẹ một chút. Không, chẳng bao giờ được ăn cái gì ngon. Mình phải nhanh mới được. Để xem nào. Mình có thể dùng ngũ cốc. Elsa sẽ mê cho mà xem. Vào việc thôi. Mình sẽ đổ ngũ cốc vào trong máy xay. Vậy chắc là đủ rồi. Phải nhớ đóng nắp lại mới an toàn nhé. Không muốn nhằm bếp bị bắn tung tóe đâu. Sau đó thì đặt máy lên. Sẽ không xay nhuyễn ngũ cốc thành bột. Chỉ cần vụ thế này thôi. Chuẩn không cần chỉnh. Tiếp theo mình sẽ đổ nó vào chậu cây. Đổ ngũ cốc đến miệng chậu luôn nhé. Vậy là đủ rồi. Thơm ngào ngạt luôn. Ok rồi đấy. Elsa, mẹ có cái này cho bé này. Nhìn mà xem con yêu. Con thấy gì nào? Một cái chậu cây đầy đất ạ. Chờ chút. Mùi giống như thức ăn. Tuyệt quá đi, cho con nhé. Thế này là đúng ý mình này. Ngon hết sảy. Xịn hơn rất nhiều phải không? Lại còn không có gì trong đó. Phòng tối quá, không thích chút nào. Công tắc đèn thiểu tít đằng kia. Nếu quá gật tắt mình thì sao? Ok Elsa, dũng cảm nào. Cứ ra đi. Khoan, gì vậy trời? Có ai ở dưới à?
Trời nào Elsa. Không, mình không bao giờ rời khỏi giường nữa. Hả? Gì chứ? Có gì đó trong tủ quần áo? Phải làm sao đây? Làm nên dừng lại. Cả em nữa, ra đi. Sợ em dám phản bội chị. À! Elsa, con có sao không? Có chuyện gì thế? Ở đây đáng sợ lắm, con không dám ra bật công tắc. Đừng sợ nhé, có mẹ này, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Sao không sáng nhỉ? Không sao đâu, để mẹ xử lý chuyện này. Cứ ở yên đó. Mẹ nhanh lên nhé. Mình cần túi đựng tài liệu bằng nhựa. Đặt phẳng nó ở trên bàn. Mình sẽ cần vài cây bút. Đầu tiên mình sẽ vẽ một hình vuông lên nhựa. Sau đó tô màu vào trong. Đổi sang màu khác nhé. Vẽ các hình vuông tương tự theo đường thẳng. Sử dụng đan xen các màu khác nhau. Vậy là ổn rồi. Tiếp theo mình sẽ cắt các hình vuông ra vào được lỗ trên đó. Rồi chuẩn bị dây rút nhựa. Mình sẽ luồn dây rút nhựa qua các lỗ. Mình muốn nối lại hai hình vuông với nhau thế này này. Rồi làm tương tự với phần còn lại. Và đây là thành quả của chúng ta. Mình sẽ buộc nó vào trục đèn. Mình sẽ dùng thêm dây rút nhựa để cố định nó. Kéo cho thật chặt vào nhé. Thật nhiều màu sắc. Mình có thể ngắm nó cả đêm. Hoàn hảo luôn. Elsa ơi. Dạ. Nhìn mà xem. Wow, tuyệt vời mẹ ơi. Mẹ biết con sẽ thích mà. Đến giờ đi ngủ rồi. Hẹn gặp con sáng mai nhé. Chúc mẹ ngủ ngon. Mình không còn sợ nữa. Nhìn cô bé thật yên bình. Ngủ ngon nhé Elsa. Chỗ này rất hợp để chúng mình dã ngoại dưới ánh trăng. Ừ, chuẩn rồi cưng. Mọi thứ đều ok nhỉ. Ăn thôi. Wow, đầy đủ mọi thứ luôn. Để xem có gì nào. Một trái bơ chín hả? Hơi lạ cho buổi dã ngoại. Nhưng anh sẽ ăn nó. Ừ, bơ mình dã man. Mất tôi. Anh đang làm gì vậy? Dừng lại, đợi chút. Em có cái này cho anh. Dụng cụ nhỏ tiện lợi này sẽ giải quyết vấn đề. Xem đi này. Em có thể dùng nó để cắt đôi trái bơ. Thật là dễ dàng. Giờ thì chỉ cần tách hai nửa ra thế này. Nhưng chưa xong đâu. Còn lấy được hạt bơ. Em sẽ đặt dụng cụ lên trên và xoáy. Và lấy hạt ra này. Giờ thì quay ngược nó lại và dùng phần này cắt lát bơ. Thấy không? Em đã cắt được nhiều miếng cùng một lúc. Wow, đúng là đỉnh của chóp. Ôi chà, biết làm sao chứ. Cho anh miếng này, ăn ngon nhá. Em yêu là nhất. Dạ, em biết. Ngon quá đi. Này, xem chuột anh này. Ồ, thơm nức cả mũi. Ngọt và thơm ngon. Ưng cái bụng ghê. Mình sẽ lấy cái này trong tủ lạnh. Ngô được phết bơ thì ngon nức nách. Phải gọi là hảo hạng. Mình sẽ chà bơ vào bát ngô. Úi, sắp rời mất rồi. Trơn quá đi mất. Không, quay lại đây. Dừng lại. Hay là mình đi học trò tung hứng nhỉ. Gần bắt được rồi. Khoan, mình luôn nói là muốn đi du lịch nhưng... Hả, đây là gì? Thì dùng cho bơ sao? Wow, công nghệ thật tuyệt vời phải không nào? Không không, đừng trượt nữa. Ok, để mình thử xem sao. Mình sẽ tháo nắp ra. Mình nhét kịp bơ vào trong ống như thế này. Gai sẽ giữ chặt không cho bơ tuột. Được rồi này, đi dùng thử xem sao. Mình có thể chà bơ vào bắp ngô một cách dễ dàng. Sao trước giờ mình không biết nhỉ? Dễ như trở bàn tay. Bơ không hề bị trượt. Và bắp ngô đã được phủ một lớp bơ óng ánh. Khi làm xong thì chỉ cần đóng nắp lại ống thôi. Mình phải cắt củ quý này kỹ một chút. Không thể ở đâu khác. Sẽ chẳng ai mời được kết này. Cần bắp vô ai nấy mà. Và giờ thì thưởng thức bắp ngô. Bỏ cái cồng vào bếp. Tuyệt cú mèo. Ăn ngon làm mình hạnh phúc. Ngô của cô ạ. Gửi lời khen của tôi đến đầu bếp. Ngô này. Chúc ngon miệng nhé. Măm măm thôi. Ăn thôi. Ngon luôn. Mà chờ một chút. Mình đã nghĩ ra một ý hay. Em tràn đầy sức sớm. Mùi van, mau qua đây đi. Cô phải giúp tôi chứ. Cô mất kiểm soát rồi. Nhìn mà xem, ăn như cùng luồng ấy. Nhanh lên, làm gì mà lâu thế. Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Tôi biết làm gì để thiếu cô đây. Để Elsa, nhìn đi này. Cái này sẽ giúp em ăn ngô. Và bảo vệ hàng tiền đạo của em nữa. Nó là gì? Cứ xem rồi biết. Đẩy nó trên bắp ngô. Và nó sẽ cắt lấy phần hạt. Wow, chạy ngược chưa kìa. Trong này hết rồi.
Tiếp theo anh chỉ cần đổ ngô lên đĩa mà thôi. Wow, hay quá đi mất. Em có thể dùng đĩa để ăn món này, như thế lịch sự hơn nhiều. Nhưng mà chẳng vui bằng.